chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 21, Phúc lợi của nữ xuyên qua, editor, Việt, Beta, Tiểu Tuyền, trước kia Tiêu Lê Hoa thường xuyên nấu trứng gà với lá trà ăn cũng thường xuyên tự làm trứng gà muối nàng làm vô cùng tốt so với mua ở bên ngoài ăn còn ngon hơn có đôi lúc trong nhà không mua đồ ăn ăn dưa muối cùng với trứng gà cũng có thể qua được một bữa còn có thể tiết kiệm được không ít tiền không nghĩ tới tạ hữu thuận cùng với thạch đầu một đầu lại không biết thứ này nàng nghĩ là hai đứa trẻ không biết thì thôi tạ hữu thuận cũng không biết sao thứ này nếu như có bán thì ở trên đường cũng không có sao không ăn qua chẳng lẽ còn chưa từng nghe qua tiêu lê hoa đã nói là dùng lá trà để nấu trứng gà rồi tạ hữu thuận nói lá trà còn có thể dùng luộc trứng gà ăn ngon lắm sao tiêu lê hoa thuận thế nói tất nhiên là ăn ngon rồi trứng gà cũng có thể muối ăn làm tăng mùi vị làm sao lại không thể nấu ăn được muối trứng gà ăn làm sao muối ăn tạ hữu thuận hỏi tiêu lê hoa vô cùng kinh ngạc nghĩ tới trứng gà muối cũng không biết sao chẳng lẽ trứng gà muối ở thế giới này còn có cách gọi khác nhưng nàng cũng đã nói là dùng để tăng mùi vị rồi, Tạ Hữu Thuận cũng phải hiểu được là có ý gì, chẳng lẽ thật không có trứng gà muối? Điều này sao có thể? Tiêu Lê Hoa nói đơn giản qua cách làm cho Tạ Hữu Thuận biết, kết quả Tạ Hữu Thuận thật sự chưa từng được ăn qua, chưa từng thấy qua lại càng chưa từng nghe nói qua, hắn chỉ biết là trứng gà có thể nấu ăn, xào ăn, làm súp ăn hoặc trộn lẫn cơm để ăn, nhưng không biết trứng gà còn có thể muối ăn. Tiêu Lê Hoa nghĩ thầm đây rốt cục là thời không nào đây? dầu muối tương giấm chua toàn bộ đều đã có làm sao lại không có trứng gà muối chứ thật sự chính là phương pháp làm trứng gà muối vô cùng đơn giản nếu nói không có các nguyên liệu làm trứng muối nàng còn có thể tin trong tiểu thuyết không phải là thường xuyên dùng trứng muối để làm giàu sao kết quả tới nơi này ngay cả trứng gà muối đơn giản nhất cũng không xuất hiện qua tiêu lê hoa nghĩ chẳng lẽ bản thân mình may mắn như vậy chẳng lẽ con đường làm giàu tương lai của mình phải nhờ vào quả trứng gà nho nhỏ này sao a à, là toàn bộ trứng gà trứng vịt trứng ngỗng chỉ cần đem muối lên toàn bộ là được cho dù trứng trà dễ dàng học được còn có trứng muối nữa đấy nàng nghĩ có thể đây chính là phúc lợi của nữ xuyên qua đi người khác xuyên qua đều tới những nơi không biết khoai tây khoai lang nàng cũng có thể xuyên tới thời không không biết trứng gà muối a à? nghĩ tới những thứ này tiêu lê hoa liền không nhịn được vui vẻ nếu mọi người đều không thấy qua thì ta liền làm trứng gà muối cho mọi người ăn trứng trà cũng làm ta sẽ làm nhiều loại khác nhau tới lúc đó cho mọi người ăn đủ, tiêu lê hoa cao hứng ôm lấy tiểu một đầu, muốn đợi làm ra cũng sẽ cầm cho mọi người xem một chút có phải thật sự không có cách làm này hay không, nếu như thật sự không có thì nàng liền làm cái này để kiếm tiền. Một đầu thạch đầu vừa nghe có thể ăn được toàn bộ thì vô cùng cao hứng, hai bé đều biết nương nấu cơm ăn rất ngon, tạ hữu thuận thấy vợ con đều vui vẻ, hắn cũng cười không nói lời nào, nghĩ rằng bọn họ đều phải ăn nhiều trứng gà một chút, đều rất gầy muối trứng gà có vài phương pháp khác nhau, cách làm đơn giản nhất tự nhiên là dùng muối để làm rồi. Tiêu Lê Hoa không có nhiều muối, chỉ lấy ra một bình dưa muối, đem dưa muối bên trong lấy ra, sau đó thả 15 quả trứng gà vào trong bình. Không còn cách nào, trứng gà trong nhà cũng không nhiều lắm, chỉ có thể trước tiên muối những quả trứng này. Đem bình tất kỹ liền nói với hai đứa bé không được đụng vào cái bình, chờ ít ngày nữa mới có thể ăn được. Tới lúc đó lòng đỏ trứng gà là sẽ chảy ra dầu không chỉ có hai đứa bé tham ăn, tới nàng cũng tham ăn nữa, để nương làm thêm trứng trà cho các con ăn. Tiêu Lê Hoa thấy hai đứa bé ngó chầm chầm cái bình không dời mắt thì liền nói với bọn họ, nàng cũng không nở vì ăn mà ủy khuất tụi nhỏ. Còn có sáu quả trứng gà, Tiêu Lê Hoa liền tìm lấy một chút lá trà, thật ra thì trứng trà nếu như dùng trà xanh ngon đương nhiên tốt, tuy nhiên không có lá trà tươi ngon thì trà bình thường cũng được, trong nhà ăn cũng không cần phải chú ý như vậy, hơn nửa đường với muối, còn có rất nhiều những nguyên liệu gia vị khác liều lượng đều không giống nhau nhưng nhất định có thể làm ra được trứng trà còn lại chính là thời gian chờ tới khi làm xong trứng trà thì cũng đã tới giờ ăn cơm tối ở trong viện cũng có thể ngửi thấy được mùi thơm rồi hai đứa bé liền đứng ở một bên coi chừng tiêu lê hoa cũng không quản bọn nhỏ làm cái gì nàng chỉ hầm cách thủy một nồi miếng nấu cải trắng còn hầm canh xương làm mấy cái bánh bột ngô sau đó liền có thể ăn cơm rồi Tạ hữu thuận nhìn trứng trà kia cũng thấy rất mới lạ, hắn chưa bao giờ biết được rằng thì ra trứng gà còn có các cách nấu ăn khó như vậy, còn muốn đến lúc ăn trứng gà muối ngon, cảm thấy vợ biết được rất nhiều, chờ tới khi ăn trứng trà, hắn cảm thấy ăn rất ngon. Tiêu Lê Hoa gấp ăn một quả, liền cho hắn một quả, nhìn thấy hai đứa bé cũng sắp ăn xong rồi liên phân ra cho bọn nhỏ thêm một quả nữa, còn dư lại một quả thì nàng ăn, mùi vị kia đều cảm thấy ăn rất ngon, lại nghĩ tới nguyên liệu chưa đầy đủ mà còn có thể ăn ngon như vậy chính là do trứng gà này cũng không tệ, dù sao cũng không phải là gà ăn thức ăn chăn nuôi mà lớn lên, là gà tre được ăn rau dại mà lớn lên đấy, hữu thuận, chàng chưa từng thấy biện pháp làm trứng gà này sao? Kể cả một lần cũng chưa từng thấy. Chàng đi qua nhiều chỗ rồi, ở những tủ lâu lớn kia có người ăn loại trứng gà này hay không? Tiêu Lê Hoa hỏi tạ hữu thuận, tạ hữu thuận lắc đầu nói, cho tới bây giờ ta còn chưa nghe nói qua trứng gà còn có thể muối ăn còn có thể dùng lá trà để nấu ăn nếu thật sự như nàng nói có thể làm cho trứng gà bảo tồn được trong thời gian dài mà vẫn có thể ăn ngon như vậy thì đoán chừng có rất nhiều người cũng muốn làm ta cũng biết qua những món ăn trong tửu lâu nhưng không có những món ăn như thế nương tử nàng là từ chỗ nào học được trước kia được học từ một lão bà bà lúc ấy ta cũng không coi là gì còn nghĩ là nhà chúng ta biết làm thì ra ngay cả chàng cũng không biết chàng nói xem đây không phải là bí phương sao, Tiêu Lê Hoa giải thích, cũng bị ra một lão bà bà giả tưởng, Tạ Hữu Thuận nghe xong cũng không nghi ngờ, lại nói chờ ta lại đi hỏi thăm một chút, chẳng qua đoán chừng đúng là bí phương, vậy chúng ta dùng cái này kiếm tiền có được hay không? Tiêu Lê Hoa hỏi, Tạ Hữu Thuận trầm tư một chút nói, ta thấy vẫn là nên bán cho Tử Lâu hoặc bán cho những nhà có tiền thử xem, nếu như đây thật sự là bí phương thì như vậy nhất định có thể kiếm tiền, chúng ta là dân thường cũng không giữ được. Tạ Hữu Thuận tiếp lời với Tiêu Lê Hoa, nói đúng hơn là trước kia có một nhà cũng có một phương pháp cất rượu, tự mình làm vốn mua bán, kết quả là cả nhà đột nhiên bị sói cắn chết, sau đó loại rượu này lại mua được ở một tử trang lớn, chẳng qua là đã được đổi tên. Tiêu Lê Hoa vừa nghe xong thì trong lòng cũng kinh sợ, nghĩ tới chỗ nào cũng có chuyện bất bình, nếu không có thế lực trong tay thì cho dù là bảo bối cũng không giữ được. Vậy chúng ta đem phương pháp làm trứng gà muối cùng với trứng trà đem bán sao? Trước tiên kiếm một chút bạc đã, Tiêu Lê Hoa cũng không nói tới trứng gà muối, nghĩ tới nếu có người đoạt bí phương, vậy sau này nói không chừng có thể dùng được ở lúc cần thiết, đồng thời nàng cũng muốn thử nếu như tự mình còn có cách kiếm tiền khác thì xem ra phải cùng người ta hợp tác, nàng bất giác nản chí hơn, tìm người hợp tác tốt thì còn có tiền cầm về, chỉ cần không hợp tác với người xấu, vậy đó cũng là phương pháp kiếm tiền ổn định tới lúc đó bọn họ có tiền làm phú hộ là được rồi tạ hữu thuận gật đầu chẳng qua hắn còn chưa nghĩ xem nên đem phương pháp này bán cho người nào phải suy nghĩ cẩn thận xem chẳng qua người một nhà đều rất vui vẻ ăn một bữa ăn ngon bụng cũng no còn tìm tới được phương pháp kiếm tiền có thể tưởng tượng ít nhất trong một năm này bọn họ sẽ không lo bị đói bụng sáng sớm ngày thứ hai sau khi cơm nước xong cả nhà đem cửa khóa lại mang theo một chút đồ vật sau đó tới nhà mẹ đẻ của Tiêu Lê Hoa. Chương 22, nhà mẹ đẻ. Thôn mà Tiêu Lê Hoa hiện đang ở được gọi là thôn Hạ Cầu, còn có một thôn ở thượng cầu nữa, sở dĩ gọi cái tên này bởi vì ở nơi này của họ có một con sông, chính là con sông bình thường hay ra giặt quần áo kia, sông coi như rộng rãi, nước cũng sâu, mọi người giặt quần áo, tới nước trồng trọt toàn bộ đều dựa vào con sông này, chẳng qua vì nó không phải con sông nhỏ bình thường muốn xây dựng cây cầu qua sông cũng không dễ dàng, vì vậy trên sông còn có một chiếc cầu, thôn hạ cầu ở hạ du của con sông, cho nên gọi là thôn hạ cầu, còn thôn ở đầu sông thì được gọi là thôn thượng cầu. Thôn hạ cầu tương đối nghèo, nhưng ở thôn thượng cầu lại tương đối giàu có, cho nên những cô nương ở thôn hạ cầu đều muốn được cả tới thôn thượng cầu, như vậy cũng cách nhà mẹ đẻ gần, cuộc sống cũng trôi qua được tốt mà những cô nương ở thôn thượng cầu nếu đồng ý gả tới thôn hạ cầu cũng là hướng tới những nhà giàu có trong thôn mà gả vì vậy càng lộ ra vẻ thôn hạ cầu so ra kém hơn với thôn thượng cầu thời điểm tiêu lê hoa đi qua cầu thì trong trí nhớ hiện lên những chuyện này quả nhiên tới chỗ nào cũng đều có phân biệt giàu nghèo tiêu lê hoa có thể nhớ rõ những chuyện này bởi vì ban đầu trong nhà làm mai cho nàng là chọn thôn hạ cầu cũng không tìm ở thôn thượng cầu nàng nghĩ tới cho dù gả cho nông hộ thì cũng muốn gả tốt một chút tự nhiên là nghĩ như vậy điều này khiến cho trong lòng tiêu lê hoa trước có một chút bất mãn đối với người nhà mẹ đẻ nhà mẹ đẻ của trương thủy đào cũng ở thôn thượng cầu mà như ý thì được hứa gả cho người thôn thượng cầu tạ hữu thuận thấy tiêu lê hoa nhìn về phía thôn ở thượng sông liền nói với nàng chờ chúng ta tốt rồi cũng sẽ không kém hơn so với những người ở thượng sông bên kia tiêu lê hoa nhìn tạ hữu thuận đang nghĩ làm sao hắn lại nói những lời nói này sau đó rất nhanh liền hiểu được Ban đầu người làm mai cho Tiêu Lê Hoa, bà mai kia thật giống như chính là người ở thôn Thượng Cầu, lúc ấy nàng còn ồn ào tại sao không tìm cho nàng người ở thôn Thượng Cầu, bà mai kia một khi không cẩn thận lỡ nói ra, về sau thì Trương Thủy Đào còn lấy chuyện này để chê cười nàng, Tạ Hữu Thuận cũng nghe nói phải không? Tiêu Lê Hoa nghĩ nguyên chủ thật sự là chọc phiền toán, tự nàng còn phải từ từ thay đổi cách nhìn của mọi người đối với nàng rồi. Ta đang nhìn cây đại thụ ở bên kia, cây kia cũng đã có hơn 50 năm rồi. Tạ hữu thuận nghe tiêu lê hoa nói như vậy, trong lòng liền thoải mái, thầm nghĩ nàng có thể nói được lời này thì hắn cũng đã biết đủ rồi, so với tiêu lê hoa trước kia luôn oán trách, hắn thích tiêu lê hoa hiện tại hơn. Tiêu lê hoa cười cười, cùng lên xe đẩy với thạch đầu một đầu nói chuyện, hôm nay bọn họ đi ra ngoài đã mượn xe đẩy của nhà vương Đại Sơn, xe cũng không lớn, có thể phụ giúp kéo xe được, để hai đứa bé cùng với đồ đặt ở bên trên, tạ hữu thuận cũng gọi tiêu lê hoa ngồi lên, nhưng nàng không chịu nơi này toàn bộ đều là đường đất bánh xe kia lại không phải là cao su cho dù đẩy cũng rất lao lực nàng còn không muốn phiền tới tạ hữu thuận nói như thế nào thì hiện tại hắn cũng là nam nhân của nàng một nhà bốn người cười đùa trên đường đi nhà tiêu lê hoa cách nhà mẹ đẻ rất xa dọc theo đường đi cũng nghỉ ngơi hai lần đợi tới lúc đến nơi thì đã là buổi trưa rồi thôn này còn được gọi là thôn thảo đầu cùng những thôn ở dưới thôn hạ cầu cũng có cảm giác không sai biệt lắm một nhà bốn người vừa vào thôn đã bị người ta đánh giá, mọi người đều nhận ra tiêu lê hoa, chẳng qua là không có người nào đi lên chào hỏi, tất cả đều bởi vì thanh danh của tiêu lê hoa ở đây không quá dễ nghe, chẳng qua người của tiêu gia có duyên không nhẹ, nên không có ai cười nhạo, tiêu gia ở ngay bên cạnh thôn, trong nhà có một chiếc sân rộng, mặc dù chỉ là nhà cỏ tranh nhưng rất gọn gàng, hoặc nhìn cũng không cũ, đoán chừng tu sửa được không tới 10 năm, ba ngày cửa lớn mở ra. Bọn họ vừa tới cửa liền nhìn thấy Tiêu Đại thụ đi ra ngoài, nhìn thấy bọn họ thì trên mặt nhếch lên nụ cười, ra chào hỏi bảo bọn họ mau đi vào. Sau khi vào cửa Tiêu Lê Hoa chỉ thấy từ trong phòng có một phụ nhân đi ra, ngoại hình bình thường nhưng gọn gàng, con mắt lóe sáng tinh tường nhìn qua là một người có chủ kiến, đây chính là Đại Tẩu Vương thị của Tiêu Lê Hoa. Tiêu Lê Hoa nhớ trước kia quan hệ cùng với đại tẩu này không phải thật sự tốt, nhưng cũng không tới mức như nước với lửa, cho nên nàng cũng cười gọi một tiếng chị dâu đem đồ đặt trong tay đưa tới, Vương thị vốn đang cảnh giác, bởi vì em gái của chồng mỗi lần trở lại đều giống như đánh giặc, cho dù Tiêu Đại Thụ nói tính tình nàng ấy đã thay đổi nàng cũng không quá tin tưởng, hiện tại vừa thấy Tiêu Lê Hoa đưa đồ tới thì nàng rất kinh hãi, mỗi lần Tiêu Lê Hoa trở lại đều không mang đồ, ngay cả khuôn mặt tươi cười cũng không có, nàng nghĩ đoán chừng là cô gia đồng thời trở về thì mới mang đồ đi, cô gia cũng thật tốt bụng, nàng liền nhận lấy đồ vật thôi vừa nói vừa đi vào nhà, nương vẫn vừa nhắc đến muội đấy, là Lê Hoa trở lại hả? Để cho nàng đi vào, trong nhà truyền ra âm thanh của một phụ nhân, lộ ra vẻ không có khí lực, tiêu Lê Hoa nghĩ tới người mẹ này còn đang ngã bệnh, lập tức liền đi vào bên trong nhà, vào tới trong phòng chỉ thấy trên giường gạch có một vị phụ nhân đang ngồi dựa vào tường, đoán chừng 50 tuổi, đầu tóc bạc không ít, sắc mặt cũng không phải là quá tốt, nhìn thấy tiêu Lê Hoa thì nhìn thẳng. Đầu tiên là khẩn trương, sau đó thì thở vào nhẹ nhõm, sau đó lại có chút tức giận, liền cầm lấy một chiếc giày để trong giỏ sách ở bên cạnh liền ném tới, ngươi cái nha đầu chết bầm này, một ngày không làm cho nương tức chết thì ngươi liền khó chịu phải không, lần này còn ngã tới đầu thủng một lỗ, đi gặp Diêm Vương một lần ngươi có vui không, ngươi cũng không sợ đem nương ngươi là ta kéo đi cùng luôn đi, ngươi đồ nha đầu chết bầm kia. Làm sao ta lại sinh một đứa đòi mạng như vậy a? À? tiêu bà tử vừa khóc, khóc tới ho khang lên, bên cạnh có một tiểu cô nương vội vàng đi lên vuốt thuận khí cho nàng lại khuyên nhủ tiêu lê hoa sợ hết hồn chiếc giày kia cũng bay qua người nàng đánh trúng trên tường nàng nghĩ người mẹ này thật sự đang tức giận chẳng qua trong lúc tức giận vẫn lo lắng cho nàng nhiều hơn trong trí nhớ người mẹ này thật ra thì thương ti lê hoa nhất mới có thể đem nàng cưng chiều thành tính tình như vậy tiêu lê hoa nghĩ tới mình phải thay nguyên chủ tẩn hiếu không thể để cho lão nhân lại tức giận lo lắng nữa nương là con không đúng người đừng tức giận lần này con thật sự muốn thay đổi thật tốt sau này sẽ sống tốt không bao giờ nghĩ tới những thứ vô dụng kia nữa cũng sẽ không để cho nương lo lắng nương người đừng tức giận bị chọc tức thân thể thì là nữ nhi không đúng rồi sau này con còn muốn cho nương hưởng phúc nữa người cũng không thể tức giận tới hại thân thể thạch đầu một đầu mau tới khuyên nhủ bà ngoại các con nói nương đã biết sai rồi không để cho bà tức giận nữa Thạch đầu một đầu nghe Tiêu Lê Hoa gọi bọn hắn, lập tức đã chạy tới lôi kéo y phục của Tiêu bà tử, giọng trẻ con mềm nhẹ khuyên nhủ. Tiêu bà tử ngừng khóc, nghĩ thầm đại nữ nhi lần này hình như thật sự đã thay đổi tốt lên rồi, nhìn thấy bộ dạng như vậy, trong lòng bà liền cao hứng lên, lại nghe thấy hai ngoại tôn đang dụ dỗ bà, trên mặt lúc này mới nở nụ cười, tiểu cô nương bên cạnh cũng lau nước mắt cho bà, sau đó quay về phía Tiêu Lê Hoa gọi một tiếng tỷ tỷ. Ánh mắt cũng tò mò nhìn về phía Tiêu Lê Hoa, tiểu cô nương này ước chừng 15-16 tuổi, lông mày dài mắt to, mũi cao, miệng nhỏ, mặt hình trứng ngỗng, giống Tiêu Lê Hoa tới 6-7 phần, chính là muội muội của Tiêu Lê Hoa, Mai Hoa. Tiêu Lê Hoa nhìn nàng, thầm nghĩ tới một cô nương tốt như vậy mà lại bị nguyên chủ hãm hại rồi, trong trí nhớ Tiêu Mai Hoa cho tới bây giờ còn không có đính hôn, tất cả đều bởi vì nàng có một tỷ tỷ có thanh danh không tốt. Những cô nương ở nông thôn đều đính hôn từ rất sớm, cho dù không tới mức làm cô dâu nhỏ chỉ phúc phi hôn, nhưng hầu như mọi người đều đến 12, 13 tuổi thì đã đính hôn cả rồi, sau đó ở nhà chờ thêm mấy năm nữa, tới 15, 16 tuổi liền thành hôn, khoảng 18 tuổi trở thành mẹ là chuyện rất bình thường. Mà Tiêu Mai Hoa lớn lên có tính tình tốt, nhưng những người trong sạch cũng không có tới cầu hôn, chỉ có những người không tốt kia, nào thì đã chết vợ, người tàn tật, người nghèo không đủ cơm ăn. Những người này tới lại không ít, tất cả đều do Tiêu Lê Hoa náo loạn, ai cũng sợ Tiêu Mai Hoa giống tỷ tỷ, vậy thật sự là yêu tinh quấy nhiễu gia đình. Tiêu Lê Hoa nghĩ tới trong trí nhớ cô nương này cũng chưa từng oán trách qua tỷ tỷ, còn khuyên bảo nàng phải sống thật tốt. Cô nương tốt như vậy, tới lúc đó nàng cũng phải chuẩn bị một phần đồ cưới tốt để con bé gả cho người trong sạch đi. Mai Hoa, đây là cái kết tỉ mới thắt được, cho muội mang đi chơi. Tiêu Lê Hoa lấy ra một cái kết được thắt cho Tiêu Mai Hoa nghĩ tới thay đổi quan hệ với người nhà mẹ đẻ tiểu cô nương đều yêu thích mặc những đồ đẹp lần này nàng tới cũng vội vàng lại không mua được chút ít hoa hay bông gì đó càng đừng nói tới đồ trang sức đeo tay cùng vải vóc nên chỉ có thể đưa cái này thôi nàng nghĩ đoán chừng nàng ấy cũng sẽ thích tiêu mai hoa vừa nhìn thấy cái nút thắt hồng hồng kia liền thích nói tạ ơn cũng có chút ngại ngùng nhận lấy cẩn thận nhìn ngắm cái kết hồng hồng kia có màu sắc thật đẹp mắt các nàng cũng không làm được cái kết như thế này Lúc này tạ hữu thuận đi tới làm lễ ra mắt với tiêu bà tử, nói mấy câu liền bị tiêu đại thụ dẫn ra phía ngoài để nói chuyện phím rồi. Lê Hoa, con thật sự thay đổi tốt lên thì nếu ta có chết cũng có thể nhắm mắt lại rồi, nương cũng mong sau này con cũng đừng thay đổi trở về lại nữa, con rể lớn chính là một người tốt, nương thương con như vậy sao có thể hại con được. Con hãy sống cùng hắn cho thật tốt, cũng đừng thắp nơi gây chuyện với hắn thì cuộc sống của các con mới có thể tốt lên, con cũng đừng làm cho nương lo lắng nữa tiêu bà tử lôi kéo tiêu lê hoa dặn dò tiêu lê hoa đáp ứng sau đó liền hỏi thăm tình trạng bệnh của tiêu bà tử biết là đã mời lan trung cũng đang uống thuốc thì nàng liền yên tâm thấy vương thị muốn đi làm cơm nàng vội vàng đứng lên nương con thật vất vả mới trở lại một lần để con làm cho người một bữa cơm đi lại nói con cũng đã qua nhiều năm rồi không nấu cơm cho người ăn được lần nào rồi tiêu lê hoa để cho mai hoa ở cùng tiêu bà tử nàng lôi kéo vương thị đi ra bên ngoài vương thị lại không để cho nàng đi nói đại cô tử về nhà không cần làm cơm nhưng nàng kiên trì muốn đi cuối cùng hai người đều cùng đi ra ngoài tiêu lê hoa cố ý muốn giao hảo với chị dâu cho nên làm việc cũng rất chịu khó thành ra nàng nấu cơm vương thị làm trợ thủ làm ra bốn món ăn một món súp chẳng qua toàn bộ đều để trong chiếc chậu nhỏ liều lượng cũng nhiều người một nhà ăn đều rất thỏa mãn ngay cả tiêu bà tử cũng khoe nữ nhi nấu cơm ăn ngon lại nhìn thấy đại nữ nhi cùng con dâu và tiểu nữ nhi cười cười nói nói, bà càng yên tâm hơn, nghĩ đến đại nữ nhi này thật sự làm công ở nhà giàu người ta, nếu thực sự lanh lợi cũng sẽ được người thích, nhưng như bây giờ rất tốt, một nhà đều hòa thuận vui vẻ. Tiêu gia chỉ có một nhi tử, tên Tiêu Thập, sở dĩ đặt cái tên này là vì vợ chồng họ thành thân 5 năm mới có được đứa con trai này, sợ không có liền gọi là Tiêu Thập, là có ý muốn lừa gạt Diêm vương, ý là người thứ 10 cũng không hiếm có. Diêm Vương Gia cũng sẽ không muốn. Tiêu thập lớn lên dũng mãnh to lớn, hôm nay đã 6 tuổi, so với thạch đầu còn lớn hơn một tuổi nhưng lại cao hơn thạch đầu tới nửa cái đầu, người cũng béo hơn một vòng. Tiêu Lê Hoa rất thích đứa cháu này, liền cho hắn một chuỗi tiền đồng để hắn đi mua kẹo, tiêu thập rất vui mừng, dù trước kia tiêu Lê Hoa tới đều đối với hắn không tốt, nhưng hắn lại không mang thù, hiện tại cầm tiền lại được ăn một bữa ngon, liền thân mật gọi tiêu Lê Hoa, mang theo tiểu thạch đầu tiểu một đầu đi chơi. Tạ Hữu Thuận cùng với Tiêu Đại Thụ vừa đi về phía sau viện làm việc vừa nói chuyện, mấy người phụ nhân Tiêu Lê Hoa và Tiêu bà tử thì nói chuyện trong nhà, Mai Hoa cũng muốn học phương pháp thắt nút kia, Tiêu Lê Hoa liền dạy nàng, Vương thị cũng ở một bên học. Nghe thấy Tiêu Lê Hoa dạy nàng hai loại, lại để cho các nàng xem một chút có bán được hay không, tới lúc đó thì đem bán lấy tiền, các nàng nghe thấy liền chú tâm học hơn, bởi trước kia cũng theo qua những đồ này nên học được rất nhanh. Chương 23 Lưu quản sự, editor, việc, beta, tiểu tuyền, vừa tới giờ thân, đám người tạ hữu thuận liền chuẩn bị về nhà, đoạn đường cách đây quá xa nên bây giờ đi về thì trời cũng không tới mức quá tối, còn đang từ biệt thì nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng kêu la. Sau đó có nhiều người từ ngoài đi vào, mang bộ dáng hùng hổ, nhìn qua đã thấy là lai giả bất thiện, người tới không có ý tốt, tiêu lê hoa thấy những người này đều mặc quần áo giống nhau, trông giống như gia đình của nhà nào đó, liền nghĩ không biết bọn họ tới nơi này làm gì chẳng lẽ đại ca của nàng chọc tai họa đại ca thật thà như vậy làm sao đi gây chuyện nàng mang vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía tiêu đại thụ vừa nhìn cũng biết họ không biết rõ những người này tới làm cái gì người nào là tiêu đại thụ mau đi ra đi tới trước là một nam nhân cường tráng quát to hỏi ánh mắt quét tới quét lui giữa hai người tiêu đại thụ cùng với tạ hữu thuận thấy tiêu đại thụ tiến tới phía trước một bước Hắn liền trừng mắt lên, ngươi chính là Tiêu đại thụ. Vậy cặp bẫy thú ở trên núi có phải là ngươi để đó hay không? Sắc mặt Tiêu đại thụ trắng nhợt, thời điểm không có việc gì làm hắn liền lên núi để đặt hai cái bẫy thú, nghe lời người này nói thì chẳng lẽ hai cái bẫy thú của hắn gây ra chuyện gì rồi? Vị huynh đệ này, không biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì? Hai chiếc bẫy thú của người đã bẫy dính quản sự của chúng ta, hiện tại đang bị trọng thương, quản sự của chúng ta chính là một người tốt có tâm tính thiện lương không muốn đi huyện nha để kiện ngươi ngươi liền đền tiền thuốc thang đi cũng không muốn nhiều của ngươi chỉ cần một trăm lượng là đủ nam tử cường tráng kia liếc con mắt đỏ như máu nhìn thoáng qua ngôi nhà lại nhìn lại quần áo mà người nhà này đang mặc trong ánh mắt có chút khinh miệt cũng không biết có thể lấy đủ được một trăm lượng hay không chẳng qua không lấy đủ cũng phải lấy đủ ánh mắt của hắn nhìn tới tiêu mai hoa ở phía sau cùng nghĩ tới cô gái nhỏ này đúng là lớn lên không tệ khó trách được quản sự coi trọng cái gì một trăm lượng. Sắc mặt tiêu đại thụ càng thêm trắng hơn, một trăm lượng bạc thật sự là quá nhiều, trong nhà hắn hiện tại vì muốn chữa bệnh cho nương nên quả thật không còn bao nhiêu tiền nữa. Vương Thị lúc này nói, vị huynh đệ này, cái gì mà đã thương muốn một trăm lượng bạc, rồi lại nói hai chiếc bẫy thú kia chúng ta đặt ở chỗ đỉnh núi của nhà chúng ta, còn làm cả dấu hiệu, chuyện này nếu như bị kẹp dính thì cũng không thể tới oán trách chúng ta được, nếu là nói mười lượng tám lượng tiền thuốc thang thì chúng ta cũng nhận, nhưng một trăm lượng là quá nhiều vương thị vừa thấy quần áo mà những người này mặc lại nghe tới xưng hô của bọn họ là quản sự thì không dám quá đắc tội nhưng để cho nàng bỏ ra một trăm lượng bạc nàng cũng không đồng ý liền cả gan nói những lời này tiêu lê hoa cũng nghĩ chị dâu của mình là một người có đảm lượng đại ca là một người đàng hoàng có chị dâu như vậy chèo chống gia đình là rất tốt hơn nữa sau này nếu như có gì mua bán kiếm được tiền đều giao cho họ có người như đại tẩu nhất định có thể làm được chẳng qua bây giờ không phải là thời điểm nghĩ tới cái này. nàng nhìn thấy mấy người này, thấy người tới mang theo tròng mắt đánh giá mình cùng với tiêu mai hoa thì liền nhíu mày xuống. cho dù đỉnh núi kia là của nhà ngươi thì cũng phải đưa tiền, nếu không sẽ bị kiện. chúng ta chính là người của tiêu gia trang. nếu như các ngươi muốn quyệt nợ thì có thể nghĩ tới hậu quả kia. nghe thấy là tiêu gia trang, mấy người tiêu đại thụ cùng với vương thị đều bị dọa rồi. tiêu gia trang cũng không phải là một thôn trang, mà là một thôn trang của người giàu tiêu gia có tới mấy trăm mẫu ruộng tốt, cũng có không ít cửa hàng, hơn nữa nghe nói tiêu gia còn có người ở trong triều làm quan, ngay cả huyện Thái Gia cũng lui tới cùng họn họ, thái độ hết sức khách khí, bọn họ là chọc không nổi người của tiêu gia trang. Tiêu đại thụ nói, một trăm lượng thật sự là quá nhiều, có thể bớt một chút hay không, bớt một chút. Chân của quản sự chúng ta thiếu chút nữa là bị kẹp đứt, thầy thuốc cũng đã nói rồi, nếu như không dưỡng tốt còn có thể bị thọt, như vậy muốn một trăm lượng mà còn bớt một chút, cũng may là quản sự của chúng ta có lòng tốt, lúc này mới muốn ít một chút, các ngươi cũng đừng có được voi đòi tiên, một trăm lượng, một chút cũng không thể thiếu, nhưng mà đây còn là dưới tình huống quản sự của chúng ta không bị thọt, nếu như quản sự của chúng ta thật sự bị thọt, thì có bắt các ngươi trả một ngàn lượng cũng không đủ, người hán tráng kia nói, thấy trên mặt tiêu đại thụ đều toát mồ hôi, ngay cả vương thị mới vừa rồi còn dám cãi lại cũng đã bị dọa tới rồi tiêu bài mi hoa cũng gấp gáp tới căng thẳng một nam một nữ bên cạnh bọn họ đều cau mày nghĩ thầm muốn chính là như vậy một trăm lượng không áp suy sụp được bọn họ tới lúc đó sẽ phải là một ngàn lượng những người đó cũng nói để cho bọn họ chuẩn bị bạc hai ngày sau họ quay lại lấy tiền sau đó liền rời khỏi vậy phải làm sao bây giờ a à? thời gian sau này phải làm sao để trôi qua đây chân tay vương thị run rẩy đây quả thực là người đang ngồi ở trong nhà mà họa thì từ trên trời rơi xuống mắt thấy đại cô đang càng ngày càng tốt tại sao lại xảy ra chuyện này tiêu đại thụ cũng ngồi chồm hổng ở trên mặt đất bắt đầu nắm tóc hắn nghĩ tới không có chuyện mình lên núi đặt cặp bẫy thú làm cái gì hắn từ khi bắt đầu đặt cặp bẫy thú kia tới giờ cũng không kiếm ra được tới một trăm lượng bạc càng đừng nói là một ngàn lượng đây quả thực là muốn chết nương người không sao chứ nương người đừng làm con sợ tiêu mai hoa lúc này quát to một tiếng xoay người chạy vào thì ra là tiêu bà tử đã tê liệt ngã xuống bên cạnh cửa đoán chứng là mới vừa rồi cũng đã nghe được cả nhà cũng bất chấp gấp gáp sợ hãi đều vội vàng tới chiếu cố tiêu bà tử dìu nàng vào trong phòng lại ấn huyệt nhân trung ở giữa mũi và miệng vừa vuốt thuận ngực cuối cùng cũng làm người tỉnh lại tiêu bà tử khi thanh tỉnh lại thì liền khóc lóc mặc dù nàng chỉ là phụ nhân nhưng cũng đã sống lâu năm rất rõ ràng những người đó đầu tiên là muốn một trăm lượng còn nói ra một ngàn lượng bạc Chuyện này sẽ không có được kết quả tốt, người bị thương có thể sử dụng tới 100 lượng bạc sao? Nhưng vừa lên tiếng đã đòi nhiều như vậy, rõ ràng là muốn khi dễ nhà bọn họ, bà còn biết một chuyện, càng chứng tỏ rõ hơn đã xảy ra chuyện gì, không phải là bà suy nghĩ nhiều, nhìn thấy Tiêu Mai Hoa đang gấp gáp ở bên cạnh, bà lôi kéo tay của Tiêu Mai Hoa, khóc càng dữ tận hơn, người một nhà vừa khuyên vừa dỗ, cuối cùng cũng để cho Tiêu bà tử ngừng khóc, bà kêu Tiêu Mai Hoa đi nấu chút nước sôi cho bà uống muốn để tiêu mai hoa rời đi tiêu mai hoa cũng không chịu đi nương lần này là con gây chuyện cho mọi người rồi là con không tốt nếu thật sự không được thì con sẽ gả đi con nhận mệnh tiêu mai hoa vừa nói vừa bưng mặt khóc nước mắt theo tay chảy xuống phía dưới tiêu đại thụ hỏi nương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a à? làm sao lại có liên quan đến mai hoa thế sao con nghe mà không hiểu tiêu lê hoa cũng ở một bên hỏi chẳng qua nàng đã đoán được một chút là có chuyện gì xảy ra rồi đoán chừng là có người coi trọng mai hoa khó trách vừa rồi người cầm đầu kia tới ngó chừng tiêu mai hoa có khả năng nhất chính là quản sự hoặc người trong nhà của hắn tiêu gia không đồng ý sau đó mới có chuyện ngày hôm nay đây là buộc tiêu gia gã nữ nhi đi thật là từ xưa đều đã có loại chuyện bất bình này bây giờ còn rơi vào trên đầu người nhà của nàng nàng mới biết được loại mùi vị này thật sự rất khó chịu vương thị cũng đem chuyện nói lại một lần Tiêu gia có một quản sự, quản sự này ở Điền Trang cách nơi đây chừng 100 dặm, họ lưu, hắn nhìn trúng tiêu mai hoa, muốn kết hôn với tiêu mai hoa, nhưng người này lớn lên không phải đặc biệt đẹp mắt, hơn nửa tuổi cũng 35-36 rồi, còn đã chết vợ, trong nhà còn có nhi tử còn lớn hơn tiêu lê hoa, tiêu gia làm sao có thể đem mai hoa gả cho hắn được, cho nên liền cự tuyệt, kết quả là xảy ra chuyện này. Tiêu đại thụ không biết là bởi vì lúc ấy hắn không có ở nhà, vì không muốn cho hắn phiền lòng nên cũng không có nói với hắn vốn cho rằng chuyện hôn sự này đẩy đi là xong không nghĩ tới bây giờ người ta lớn tới cửa còn dùng phương thức này tiêu đại thụ vừa nghe cũng không biết bây giờ phải làm sao sau đó nói chúng ta đi tiêu gia trang tìm tiêu lão gia đi để hắn làm chủ cho chúng ta nghe nói tiêu lão gia là người rất tốt vương thị nói thiếp nghe nói tiêu lão gia đã rời nhà đi rồi bây giờ đang là phu nhân của hắn trông coi lưu quản sự này giống như rất được tiêu phu nhân coi trọng hình như còn là thân thích gì đó với tiêu phu nhân vậy cũng phải đi thử xem bọn họ khẳng định không phải là tới để muốn bạc mà hướng về phía mai hoa của chúng ta không thể để cho mai hoa chịu tội được tiêu đại thụ nói hắn không thể để cho muội muội gả cho loại người này được người một nhà đang nói chuyện liền nghe thấy bên ngoài đang có người gọi tiêu đại thụ vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy trong viện đứng không ít người Tiêu Lê Hoa nghĩ tới người ở thôn thảo đầu này chẳng lẽ thích nghe bác quái tới như vậy sao? Tiêu gia vừa mới xảy ra chuyện xong thì bọn họ liền tới rồi, hoặc những người này chính là rất thích giúp người, vì vậy nên mới tới để giúp bọn họ. Nàng đang suy nghĩ thì đã nghe thấy một nam nhân khoảng 45 tuổi đang nói chuyện với tiêu đại thụ, hắn chính là thôn trưởng thôn thảo đầu, hắn mở miệng hỏi trước chuyện vừa rồi, sau đó báo với tiêu đại thụ để bọn họ phải xử lý tốt chuyện này, không nên đắc tội lưu quản sự bởi vì rất nhiều người ở trong thôn Thảo Đầu đều làm ruộng của Tiêu gia, nếu như chọc tới Lưu quản sự thì người ở thôn bọn họ sẽ không có đường sống, những người cùng đi theo đều rối rít nói như vậy. Tiêu Lê Hoa thấy những người này đâu phải tới giúp đỡ, mà là tới gây áp lực cho bọn họ, thậm chí đã có phụ nhân biết chuyện Tiêu Mai Hoa bị Lưu quản sự nhìn trúng, cho nên liền nói hay để Tiêu Mai Hoa gả cho Lưu quản sự, như vậy chẳng những không cần bồi thường tiền mà còn có thể có một con rể tốt sau này người thôn thảo đầu cũng đi theo dính chút vinh quang, lời nói này lại được rất nhiều người phụ họa. Tiêu đại thụ lớn tiếng nói, muội muội của ta chắc chắn không thể gả cho lưu quản sự kia, người trong thôn bị quát lên như vậy toàn bộ đều sợ hết hồn, sau đó bảo tiêu đại thụ nếu nguyện ý muốn làm gì thì làm, không cần liên lụy tới người trong thôn là được, sau đó liền rời đi. Đại ca, nếu không hãy để muội gả đi thôi, những người đó chắc chắn sẽ không chịu dừng lại ở một trăm lượng, khẳng định còn có thể muốn nhiều hơn trong nhà làm sao có nhiều tiền như vậy lúc này mai hoa đi ra nàng cũng không khóc sắc mặt trắng bệch giống như là đã nhận mệnh rồi tiêu đại thụ chỉ nói sẽ không để cho nàng gả đi nhưng hắn cũng không biết nên làm sao cho tốt hiện tại hắn ngay cả một trăm lượng bạc cũng phải đi mượn chẳng qua bây giờ người trong thôn đều biết được chuyện này có liên quan với lưu quản sự biết được lưu quản sự coi trọng muội muội của hắn đoán chừng sẽ không đưa tiền cho hắn nữa Vương thị càng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể lôi kéo Tiêu Mai Hoa trở về trong phòng. Tiêu đại thụ nói: "Ta sẽ không để cho Mai Hoa gả cho Lưu quản sự, hắn năm nay bao nhiêu tuổi, lại còn từng chết vợ, lại lớn lên xấu, vóc dáng còn thấp hơn Mai Hoa một cái đầu, nam nhân như vậy ta sẽ không thể gả Mai Hoa đi, cho dù có quỳ chết ở cửa Tiêu gia, ta cũng sẽ đi cầu xin Tiêu phu nhân." "Đại ca, mọi người đừng gấp vội, để muội suy nghĩ biện pháp." Tiêu Lê Hoa đột nhiên nói. Nghe Tiêu Đại Thụ nói như vậy, trong lòng nàng rất cảm động, nghĩ thầm có đại ca như vậy rất tốt, chờ nghe được hắn nói những lời đó thì linh quang trong đầu chợt lóe lên, nghĩ tới có lẽ dùng biện pháp này có thể được. Tiêu Đại Thụ nói, "Muội có biện pháp gì?" Tiêu Lê Hoa hỏi, "Tiêu gia có phải có một tiểu thư gọi là Tiêu Tử Y hay không?" "Đúng vậy, đó là đại tiểu thư của Tiêu gia, danh tiếng vô cùng tốt." "Muội hỏi tới nàng làm gì, chẳng lẽ muốn đi cầu xin nàng?" Ánh mắt tiêu đại thụ sáng lên, nếu cầu xin tiêu phu nhân, có thể tiêu phu nhân còn che chở cho thân thích của nàng, nhưng tiêu tiểu thư cũng chỉ là cô nương trẻ tuổi, đoán chừng có thể giải quyết được chuyện tình của Mai Hoa. Chúng ta đi cầu xin tiêu tiểu thư, ca ca, để muội đi đi, huynh yên tâm, nói không chừng muội có biện pháp để cho tiêu tiểu thư tới hỗ trợ, tiêu lê hoa nói với tiêu đại thụ, muốn vì cái nhà này, vì Mai Hoa. Lần này nàng nhất định phải tới gặp tiêu tử y, muốn cho Lưu quản sự kia nhận đã thương một lần. Chương 24, kiểu dáng của giày. Tiêu Lê Hoa đi an ủi nương cùng muội muội Mai Hoa, nói nàng sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này, để cho các nàng không cần phải lo lắng. Kết quả các nàng đều không tin lời của nàng. Tiêu bà tử càng không muốn để nàng đi tới Tiêu gia náo loạn. Vạn nhất nếu náo quá mức chẳng những khiến Mai Hoa xui xẻo mà ngay cả nhà bọn họ cũng đều phải xui xẻo theo. Tiêu Lê Hoa phải thề tuyệt đối sẽ không đi náo loạn thì Tiêu bà tử mới yên tâm, sau đó liền lôi kéo tay của Mai Hoa rồi mặc ủ mày trao. Trải qua một trận náo loạn đã mất một canh giờ, tiêu đại thủ dứt khoát để bọn họ ở lại một đêm, cũng tiện an ủi nương cùng với Mai Hoa, chẳng qua là tiêu lê hoa không có ở lại, nàng vẫn thích ở lại chính nhà của mình hơn, hơn nữa còn muốn đi tiêu gia trang, nó cách thôn hạ cầu gần hơn một chút, cho nên bọn họ vẫn về nhà, chờ tới nhà thì trời cũng đã tối rồi, thuận đường đem xe trả lại, một nhà mới đi về nhà tiểu một đầu đều đã ngủ mất rồi về tới nhà tiêu lê hoa làm đồ ăn đơn giản để người một nhà ăn tiêu lê hoa rửa mặt cùng rửa tay chân cho thạch đầu và một đầu để bọn nhỏ nằm ngủ ở trên giường gạch nàng cùng với tạ hữu thuận hai người ngồi ở trên giường gạch hướng về phía chiếc bàn trên tiểu kháng có châm một ngọn đèn để nói chuyện tạ hữu thuận nói nàng thật sự muốn tới tiêu gia trang để ta đi cùng nàng được ngày mai chúng ta sẽ đi để thạch đầu cùng với một đầu ở trong nhà vương nhị tẩu đi. Tiêu Lê Hoa quay đầu lại nhìn hai nhi tử mới dính gối đã ngủ mất rồi, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm từ ái, có hai đứa nhỏ này khiến cho nàng liền cảm thấy đặc biệt có sức lực, đồng thời hôm nay ở nhà mẹ để gặp phải chuyện này càng khiến cho nàng kiên định hơn với quyết tâm kiếm tiền, nàng không muốn sau này trong nhà bởi vì không có tiền nên nhận phải loại khi dễ như vậy, nàng muốn cho hai đứa bé một khung trời để khỏe mạnh trưởng thành, nếu muốn đọc sách thi khoa cử thì có thể đi. Nếu muốn làm phú ông tiêu giao nhàn hạ cũng được, Tạ Hữu Thuận vốn lo lắng nương tử đi tiêu gia sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nàng nhìn nhi tử, tâm tình của hắn cũng buông lỏng, nghĩ tới nàng đã thay đổi rồi, cũng không cần phải lo lắng nữa. Hai vợ chồng nói chuyện một lát sau đó tắt đèn đi ngủ. Ngày thứ hai sau khi ăn xong điểm tâm, hai người liền đem hai đứa bé đưa tới chỗ vợ chồng Vương Đại Sơn, nhìn hai đứa nhỏ cùng với đồng tiền ở chung một chỗ, cả hai người đều yên lòng rời đi tiêu gia trang cách thôn hạ cầu cũng không gần nếu như đi bộ mau phải mất khoảng một canh giờ may mắn là trên đường họ gặp phải một chiếc xe trâu cả hai người đi nhờ xe nên cũng thoải mái một đoạn đường vì vậy chưa tới một canh giờ đã tới nơi tiêu gia trang vô cùng khí phái tiêu lê hoa nghĩ về sau mình cũng muốn kiếm tiền để sắm một phần sản nghiệp như vậy tới lúc đó cho thu địa tô để kiếm bạc con cháu đầy cả sảnh đường như vậy sẽ rất hạnh phúc muốn gặp được tiểu thư tiêu gia cũng không dễ dàng không phải nói muốn gặp là có thể gặp được tiêu lê hoa đã sớm nghĩ tới chuyện này vì vậy để cho tạ hữu thuận đưa cho người giữ cửa một chút tiền để hắn đi truyền lời nói là bọn họ có chuyện muốn gặp tiêu tiểu thư là chuyện về tô nguyên xuân nàng cũng không tin tiêu tử y nghe thấy vậy liền không gặp bọn họ tô nguyên xuân ngày đó làm trò nhục nhã nàng ấy trên đường trước mặt nhiều người như vậy hơn nữa còn liên quan tới nam nhân nữ nhân dù có tấm lòng độ lượng hơn nữa cũng sẽ có oán khí Tiêu Tử Y ngày đó mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng lửa giận ở trong mắt nàng ấy, Tiêu Lê Hoa cũng không có bỏ sót. Nương tử nàng muốn nói chuyện kia với Tiêu tiểu thư, Tạ Hữu Thuận hỏi, nghĩ tới cô tiểu thư kia vừa nhìn là biết người nhỏ mọn, nếu như chọc phải nàng ta thì có thể dính phiền toái hay không. Hắn cũng không lo lắng bản thân mình, hắn chỉ lo lắng vợ hắn cùng hài tử, hơn nữa Tô Nguyên Xuân lại là thân thích của Cao gia, còn biết nương tử, hắn không muốn lại để cho nương tử cùng với Cao gia nhất lên quan hệ tiêu lê hoa nói chàng yên tâm ta chỉ đem nữ nhân họ tô kia làm cái cớ chỉ là muốn gặp được tiêu tiểu thư thôi ta muốn cùng với tiêu tiểu thư nói chuyện khác chẳng qua chuyện này cũng là tô nguyên xuân dẫn lên nếu như tiêu tiểu thư cảm thấy hứng thú thì có thể giúp chúng ta xử lý quản sự kia một chút mai hoa sẽ không có chuyện gì tạ hữu thuận gật đầu cùng chờ với tiêu lê hoa hắn nghĩ tự mình muốn đi nhìn xem một chút nếu xảy ra chuyện thì để hắn tới chống đỡ là được qua không tới một lúc sau gia đình kia đã trở lại, đi theo còn có một tiểu nha hoàng, muốn dẫn Tiêu Lê Hoa cùng với tạ hữu thuận đi vào, vào trong thôn trang, ánh mắt của Tiêu Lê Hoa liền đánh giá phong cảnh ở bên trong, trong lòng thầm than thở, nghĩ tới bố cục này quả thật không tệ, chẳng qua nàng không có hết nhìn đông lại nhìn tây, miễn khiến cho người ta xem thường. Rất nhanh đi tới hậu viện. Tiểu nha hoàng để cho tạ hữu thuận đứng lại chờ, mang theo tiêu lê hoa đi vào trong, tiêu lê hoa bảo tạ hữu thuận không cần phải lo lắng, nàng sẽ lập tức trở lại, tạ hữu thuận cũng chỉ có thể ở nơi này để chờ đợi. Hậu viện so sánh với phía trước rõ ràng nhìn còn đẹp hơn, lúc này đã là cuối mùa xuân đầu mùa hè, hoa hồng xanh lá mạ có sắc thái rực rỡ, dọc theo đường đi khiến cho ánh mắt người ta đều nhìn không hết, trong lúc vô tình đã tới một gian phòng, chỉ thấy tiêu tử y đang ngồi ở trên ghế, vẫn mặc một thân áo màu tím. Nhưng quần màu lam nhạt có theo hoa văn, trên đầu cài một cây trâm, phía trên là tơ vàng tết thành hình hoa mẫu đơn, vừa hoa lệ vừa uyển chuyển, cùng với khí chất của nàng thật sự vô cùng xứng. Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ tiêu tử y thân là đại gia khuê tú có khí chất thật sự rất đẹp, bản thân mình thì mặc giống như nông phụ, nhưng nếu mặc giống như vậy thì quả thật nàng có chút không thể giả bộ đến được. Tiêu tử y đang nhìn tiêu Lê Hoa, nhìn thấy thôn phụ này lớn lên có khuôn mặt trứng ngỗng, mắt to mày liễu, làn da trắng noãn, đầu tóc được bọc lại bằng một khối khăn màu lam, áo là màu lam, quần màu xanh, trang phục gọn gàng, Mặc dù vẻ thùy mị ở trung đẳng, nhưng lại vì vẻ mặt cùng ánh mắt ôn hòa khiến càng thêm ưa nhìn, nàng nghĩ một thôn phụ hương giả như vậy thì có thể cùng nàng nói chuyện gì về Tô Nguyên Xuân, trong lòng nàng càng hiếu kỳ, nhưng cũng không có ôm hy vọng gì lớn. Tiêu Lê Hoa khẽ hành lễ với Tiêu Tử Y, tự giới thiệu mình, "Ngươi cũng họ Tiêu, không biết là họ Tiêu nào?" Họ Tiêu ở thảo đầu hay là Tiểu Nguyệt Tiếu? Tiêu Tử Y hỏi xong liền nghĩ đến Tiêu Lê Hoa là một nông phụ nữ nhân ở nông thôn như vậy đều không biết chữ, hỏi như thế nàng cũng không thể trả lời được, còn lộ vẻ lúng túng, chẳng qua không ngờ tiêu lê hoa lại trả lời, trong lòng nàng còn có chút hứng thú, một thôn phụ còn biết chữ, điều này khiến cho nàng rất thưởng thức, thì ra là cùng một dòng họ, mời tạ tứ nương tử ngồi. Tiêu tử y bởi vì tiêu lê hoa cùng dòng họ với nàng nhưng không kiêu ngạo không xỉn nịnh khiến ấn tượng của nàng đối với nàng ta rất tốt, bảo nàng ngồi xuống ghế, tiêu lê hoa cũng không khách khí liền ngồi xuống, tạ tứ nương tử không biết ngươi tới là muốn nói điều gì hiện tại cứ nói đi tiêu tiểu thư trước đó vài ngày ta ở trấn trên gặp ngài cùng với tô tiểu thư đang trò chuyện trên trấn nàng ta nói thật sự là không dễ nghe tiêu lê hoa nói nhìn thấy nụ cười trên mặt tiêu tử y phai nhạt trong lòng một chút cũng không sợ thầm nghĩ quả nhiên tiêu tử y vẫn tức giận tô nguyên xuân như vậy rất tốt việc nàng ấy để ý lời nói của tô nguyên xuân đối với mình lại càng có lợi hiện tại nàng chỉ muốn biết tiêu tử y có để ý tô nguyên xuân vạch trần khuyết điểm kia của mình hay không tiêu tử y nhàn nhạt nói vậy thì như thế nào không phải ngươi bảo muốn nói chuyện của nàng ta sao chẳng lẽ là có thể làm cho nàng ta không còn mặt mũi nếu như ngươi có thể nói ra ta sẽ không để ngươi phí công lại đây một chuyến vậy thì đa tạ tiêu tiểu thư ta tới đây đúng là có chuyện tiêu tiểu thư nói những lời này ta liền yên tâm tiêu lê hoa cũng không dối gạt mục đích của mình hai người lại không có giao tình gì nên đem chuyện nói ra rõ ràng mới đúng trên thực tế ta không có bắt được nhược điểm gì của tô tiểu thư ta chỉ nghe nàng ta nói tới nhược điểm của tiêu tiểu thư ngài nên nghĩ tới một chút xem ngài có để ý tới hay không có muốn giải quyết hay không trong tay ta có một biện pháp có lẽ tiêu tiểu thư ngươi sẽ có hứng thú tiêu tử y nghe được thì trong lòng không thích nhược điểm của nàng chính là có vóc dáng không cao tô nguyên xuân thấy nàng một lần cũng muốn cười nhạo nàng một lần Thật ra vóc dáng của nàng không có thấp tới không nhìn được, nhưng vừa so sánh với Tô Nguyên Xuân thì liền thấp đi nửa cái đầu. Tô Nguyên Xuân cười nhạo nàng khiến nàng rất để ý, cảm thấy người bên cạnh cũng thấy vóc dáng của nàng thấp. Người ta vẫn nói tam nhân thành hổ, nhiều người nói sẽ thành sự thật, có lúc lời đồn đại nói nhiều sẽ liền thành sự thật, vốn không có ai chú ý tới vóc dáng của Tiêu Tử Y, Tô Nguyên Xuân vừa nói thì người khác cũng sẽ cho là Tiêu Tử Y có vóc dáng không cao rồi. Tiêu Tử Y rất chán ghét cảm giác như vậy thời gian về lâu dài chỉ cần so sánh nàng với những người cao thì càng phải tận lực tránh xa một chút mới cảm thấy không có áp lực mà bây giờ ngay cả một cái thôn phụ cũng có thể nhắc tới khuyết điểm của nàng làm cho trong lòng nàng lại càng không thích chẳng qua tiêu lê hoa nói trong tay nàng ta có biện pháp cũng khiến cho nàng có hứng thú có biện pháp gì nói ra nghe một chút kính xin tiêu tiểu thư mang giấy mực lên ta muốn vẽ một bức tranh cho ngài xem tiêu tử y sai bảo người đi lấy cũng muốn nhìn xem tiêu lê hoa có thể vẽ ra được cái gì đợi tới khi tiêu lê hoa đem bức tranh vẽ xong rồi đưa cho nàng xem nàng vừa nhìn có chút không hiểu chỉ hiểu được đây là một chiếc giày nhưng chờ tiêu lê hoa nói với nàng xong ánh mắt của nàng liền sáng lên tiêu lê hoa vẽ trên giấy chính là một chiếc giày theo tăng thêm tầng đáy giày nhiều thiếu nữ hiện đại không thể rời bỏ giày cao gót được mặc dù nó không có làm cho người ta cao hơn nhiều nhưng toàn thân cũng thêm phần duyên dáng yêu kiều khiến người bước đi có tự tin hơn tiêu tử y thiếu hụt chính là cái này đáng thương cho các cô nương cổ đại đều đi giày theo đế bằng còn muốn mặc váy dài tới chấm đất nếu vóc dáng vừa cao vừa gầy thì nhìn sẽ rất đẹp vóc dáng mập chút lại thấp một chút thì kia quả thực chính là bi kịch cái này rất tốt tạ tứ nương tử ngươi quả thật rất là thông tuệ cuối cùng tiêu tử y đem ánh mắt từ trên bảng vẽ dời đi nhìn tiêu lê hoa tán dương không ngờ một thôn phụ chỉ nhìn thấy nàng một lần mà đã có thể nghĩ ra biện pháp như vậy đúng là cơ trí quan trọng nhất là nàng ta lại biết đem loại giày này tới trước mặt nàng cái này lại càng thông tuệ hơn làm cho nàng đối với nàng ấy có vài phần kính trọng tiêu lê hoa miếng môi cười một tiếng nói có thể làm cho tiêu tiểu thư vừa lòng là tốt rồi ta rất hài lòng đúng rồi ngươi nói ngươi tới đây là có việc cần nhờ không biết là có chuyện gì ngươi nói đi chỉ cần là ta có thể làm được ta liền đáp ứng tiêu tử y nói hiện tại tâm tình của nàng rất tốt tưởng tượng mình đi loại giày này làm cho vóc người nàng càng cao thêm nhìn càng thêm mỹ lệ trong lòng càng giống như nở hoa tiêu lê hoa đợi chính là lúc nàng ta nói lời như vậy nàng liền đem chuyện ở nhà mẹ đẻ của mình nói ra xin tiêu tử y đem chuyện này bình xử tiêu tử y vừa nghe liền đáp ứng nàng nghĩ tới chuyện này chính là quản sự của nhà mình không đúng nào có chuyện đi ép cưới cô nương nhà người ta như vậy nàng liền bảo tiêu lê hoa yên tâm tiêu lê hoa nghe thấy tiêu tử y đáp ứng Cản đáo trong lòng cũng hạ xuống, thầm nghĩ rốt cục cũng có thể vì người nhà của mình làm một chuyện tốt, chờ tới khi nghe thấy Tiêu Tử Y cho nàng 50 lượng bạc, giống như cảm tạ nàng đưa tới hình mẫu giày, nàng lại càng thêm cao hứng, 50 lượng bạc không phải là số lượng nhỏ, hơn nữa để cho nàng ấy kiểu dáng đôi giày cũng rất đáng, nàng nói với Tiêu Tử Y có thể làm giày như vậy để đi bán, nhất định sẽ có các tiểu thư nhà giàu mua, cũng có thể mang đi tặng người ta, nhất định sẽ làm cho người ta vui vẻ. Tiêu tử y cũng nghĩ tới chuyện này, cho nên mới cho tiêu lê hoa nhiều bạc như thế, thấy tiêu lê hoa suy nghĩ giống mình, tiêu tử y liền biết nông phụ này thật đúng là không dễ lừa gạt, lại càng thêm có vài phần kính trọng đối với nàng. Chương 25, Đại Cô Cát Tường, Editor, Việt, Beta, Tiểu Tuyền, tiêu lê hoa cầm lấy 50 lượng bạc, cảm thấy tiêu tử y làm việc đáng được xem trọng, bởi vì tiêu tử y đã đáp ứng nàng giải quyết chuyện của lưu quản sự, điều này cũng đã là thù lao cho đôi giày rồi dù không đưa cho nàng 50 lượng bạc này, nàng cũng không thấy có gì không đúng, nhưng là Tiêu Tử Y lại chủ động cho số tiền này. Tiêu Lê Hoa đột nhiên thầm nghĩ tự mình muốn tìm người để bán phương pháp làm trứng gà muối cùng với trứng trà, vốn muốn trực tiếp tới các tử lâu để tiêu thụ, nhưng hiện tại thấy Tiêu Tử Y không khéo lại không gian dối, nàng thầm nghĩ bán cho Tiêu Tử Y có lẽ được, ít nhất nàng còn có khá nhiều công thức khác. Tiêu Tử Y vừa nghe liền cảm thấy có chút hứng thú nàng thầm nghĩ tiêu lê hoa có thể nghĩ ra được loại giày này đầu óc nhất định rất linh hoạt cái loại trứng gà này có lẽ thật sự rất đặc biệt chờ làm xong chuyện này để ta tới xem nếu như tốt ta sẽ không bạc đãi ngươi đa tạ tiêu tiểu thư tiêu lê hoa cười nói trong lòng rất vui mừng lần này tới thật sự không uổng công vừa giải quyết được chuyện của lưu quản sự vừa có được bạc còn tìm được đường tiêu thụ của công thức làm trứng gà muối và trứng trà một công ba việc thời điểm tạ hữu thuận nhìn thấy tiêu lê hoa chỉ thấy trên mặt nàng tràn đầy nụ cười, trong tay còn dơ lên một bao vải nhìn giống như bao quần áo, hắn đoán là mọi chuyện đều thuận lợi, chờ ra khỏi thôn trang, trên đường đi hắn nghe được tiêu lê hoa kể lại chuyện cũng thấy rất cao hứng, trong nhà bây giờ còn đang thiếu tiền, 50 lượng có thể đem nợ trả hết được, trên người mang theo một khoản tiền lớn là 50 lượng, hai người càng tăng bước chân đi về nhà, chờ trở lại thôn đã sớm qua giờ cơm trưa bọn họ đi tới nhà Vương Đại Sơn để đón hai đứa nhỏ, biết bọn nhỏ đã đi ra ngoài chơi cũng không dừng lại, trực tiếp về nhà, vừa vào cửa liền đem cửa nhà đóng kỹ lại, hai người từ trong sọt đem túi y phục kia lấy ra, mở ra ở bên trong là một cái hộp, hộp có hai tầng, bên trong lớn nhỏ toàn bộ đều là nén bạc, có ba nén là mười lượng, hai nén năm lượng, còn có mười một nén là hai lượng, hai người nhìn qua đều cảm thấy thích thú. Hai người cầm lên nhìn chung quanh, trên mặt đều mang theo nụ cười nương tử, nhạc mẫu đang ngã bệnh, lúc trước ở trong nhà không có tiền bạc gì, cũng không có nhiều để hiếu thuận bà, hiện tại nàng cầm chút tiền đi đi, lần này đổi được số bạc này thật ra cũng do chuyện nhà mẹ nàng, tạ hữu thuận nói. Tiêu Lê Hoa nghĩ tạ hữu thuận quả là thật thà, nàng cũng muốn mang về cho nhà mẹ để một chút bạc, chẳng qua còn chưa kịp nói, trong lòng đang suy nghĩ hắn có thể không vui hay không, kết quả hắn đã nói ra trước rồi. Tiêu Lê Hoa thật sự mừng rỡ quyết định mang tới cho nương 10 lượng bạc, những năm này nguyên chủ cũng khiến trong nhà không ít ngột ngạt, những thứ bạc này là để bồi thường lại, hữu thuận, cho nhà mẹ để ta rồi, theo lý thuyết cũng nên cho cha mẹ chồng, chẳng qua ta lo lắng đưa tới tiền sẽ khiến họ trông mà thèm, đến lúc đó chúng ta sẽ không được an bình, nói không chừng trong tay chúng ta có 50 lượng, bọn họ sẽ đòi 100 lượng đó. Tiêu Lê Hoa nói, nàng không muốn đem tiền cho nhà cũ bên kia, tạ hữu thuận nói, nàng nói rất đúng, hay là đừng nói với bọn họ nữa, Tiêu Lê Hoa thấy Tạ Hữu Thuận nói như vậy liền thả lỏng, nàng sợ nhất gặp phải loại nam nhân, cha mẹ đối với hắn không tốt nhưng hắn so với huynh đệ tỷ muội lại càng thêm hiếu thuận giống như trong tiểu thuyết, lúc trước còn muốn để lại một chút vốn riêng để đề phòng trong lòng, bây giờ toàn bộ đều buông xuống, đem tiền tất xong, Tiêu Lê Hoa liền đi nấu cơm, Tạ Hữu Thuận cũng giúp đỡ nhặt rau, còn chưa bắt đầu nhóm lửa thì thạch đầu mang theo một đầu chạy về, ngoài trời có chút nóng hai người chạy nhanh khiến trên mặt có mồ hôi hột, tiêu lê hoa vội vàng lấy khăn tay để lau mặt cho bọn nhỏ, thấy sắc mặt bọn nhỏ ngày qua ngày càng thêm tốt, trong lòng cũng rất vui mừng, thầm nghĩ nuôi thêm một chút nữa, tranh thủ nuôi thành đứa nhỏ mập mạp, nương, đại cô trở lại. Thạch đầu ở lúc nương lau mặt rất đàng hoàng một chút cũng không nhúc nhích, chờ tiêu lê hoa lau đầu cho một đầu xong mới mở miệng, đại cô khóc, con nghe thấy bà nội đang mắng người, Chu đại nương nói là đại cô bị hưu không cần nghe nàng nói, nàng nói 10 câu thì có tới 6, 7 câu đều là giả. Tiêu Lê Hoa biết Chu Đại Nương trong miệng thạch đầu là Chu Đại Tẩu, người phụ nữ kia chính là bà Tám, thích nói chuyện thị phi của người khác, thường hay khuếch đại suy đoán của nàng ta lên. Chẳng qua nàng thầm nghĩ nếu người phụ nữ kia có thể nói như vậy thì đoán chừng đại cô thật sự là đã xảy ra chuyện. Đối với người đại cô các tường này Tiêu Lê Hoa thật sự rất không ưa thích, nữ nhân này vốn thích tới nhà mẹ để để chiếm lợi, lúc trước cũng cùng tiêu lê hoa cãi nhau qua nàng cho rằng nữ nhân như vậy mà bị hưu cũng không ngoài ý muốn nàng lại hỏi thêm thạch đầu nhưng không hỏi ra được cái gì khác tạ hữu thuận cũng nghe được hắn muốn tới nhà cũ xem một chút lúc này mọi người đều rất để ý tới danh tiếng trong nhà nào có nữ nhân bị hưu thì danh tiếng sẽ không tốt cho nên nếu có chuyện như vậy thì người nhà mẹ đẻ cũng sẽ giúp đỡ ra mặt tiêu lê hoa suy nghĩ một chút quyết định đi xem xem đến nhà cũ liền nhìn thấy các tường chỉ thấy đôi mắt nàng đỏ bừng do khóc lóc đang cầm lấy một cái khăn tay để lau nước mắt người một nhà đều ở trên nhà chính còn có hai nam một nữ đang đứng nữ chính là mẹ chồng của các tường trương thị nam nhân chính là hai huynh đệ người lớn hơn là chồng của các tường bạch đại bảo còn người nhỏ hơn là đệ đệ của hắn bạch nhị bảo cả ba người đều nghiêm mặt các tường thấy bọn họ đi vào lập tức càng khóc lớn tiếng hơn để cho tạ hữu thuận giúp nàng ra mặt làm chủ cho nàng tiêu lê hoa nghĩ thầm chuyện này còn không biết đầu đuôi ra sao làm chủ cái gì nàng không thấy các tường đáng thương chỗ nào nhưng cũng biết nhà họ bạch càng không phải người dễ chung đụng gì các đường gã đi coi như là gã đúng người rồi bình thường cũng không ít lần giúp đỡ nhà chồng tới nhà mẹ để mang đồ đi bây giờ nhìn bọn họ náo loạn nàng thấy kỳ lạ không biết là có chuyện gì xảy ra tạ hữu thuận hỏi nhị ca hắn đang đứng một bên tạ hữu thái đơn giản mang mọi chuyện nói lại lông mày cũng hơi nhíu lại mang bộ dáng giận không tranh giành tạ hữu thuận nghe xong cũng cau mày lần này hắn thật sự không có biện pháp nói chuyện cho cô muội muội này nàng chọc chuyện quá lớn rồi thì ra các tường ở nhà chồng không hòa thuận với vợ của bạch nhị bảo những năm này nàng không có sinh được nhi tử mà chỉ sinh ra được ba nữ nhi hiện tại vợ của bạch nhị bảo lại đang mang thai bụng to lên rồi thấy mọi người nói là nhi tử vợ của bạch nhị bảo cũng thích ăn chua người nhà chồng đều cao hứng muốn hỏng đem nàng cung phụng như thần tiên việc gì cũng không để cho nàng làm điều này khiến các tường không thích càng thêm lo lắng nếu đệ muội sinh ra nhi tử thì nàng sẽ không có địa vị gì cho nên liền đùa bẩn thủ đoạn hại đệ muội xảy thai những năm này bạch gia đều vô cùng trông mong có nam đinh trong lòng đang nhiệt tình liền bị dội cho một chậu nước đá trương thị trong cơn tức giận đòi phải hưu các tường bạch đại bảo cũng tức giận nên không ngăn cản cùng bạch nhị bảo đem các tường áp tải về nhà vợ tuyên bố muốn viết từ thư các tường tất nhiên không muốn bị hưu đi nữ nhân bị hưu sẽ không dễ dàng tái giá được chỗ tốt, cho nên liền ở nhà náo loạn, nhờ cha mẹ giúp đỡ nói vài lời hay, chết sống đều không chịu bị hưu. Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ lần này các tường đúng là đáng đời, đời trước nàng bị hại xảy thai nên thống hận nhất chính là loại người này, cho nên nàng muốn đem tạ hữu thuận kéo về nhà, không thèm quản vũng nước đục của nàng ta. Tạ phát tài bởi vì nữ nhi làm ra chuyện như vậy nên cảm thấy rất mất mặt, đầu cuối thấp xuống không nói được lời nào, cung thị thì còn đang nói chuyện cùng với trương thị nói cũng là chuyện những năm này các tường gã đi dù không có công lao cũng có khổ lao không thể vì chuyện này mà đem các tường hưu được hơn nữa bà cũng đem ba ngoại tôn nữ ra nói lại nói có chuyện này thì ba nha đầu của bạch đại bảo sẽ không dễ làm mai còn nói chỉ cần không hưu các tường thì dù có yêu cầu gì cũng được hết nói yêu cầu gì cũng đều được Cốt lắm hiện tại cháu của ta không còn dù có tiền cũng không thể mua trở lại được nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dùng tiền để giải quyết, một nam đinh là 30 lượng bạc, chỉ cần các ngươi đưa đủ bấy nhiêu bạc ra, các tường mới có thể theo trở về, nếu không các ngươi cứ dẫn nàng về, đồ cưới cũng không cần mang về nữa, Trương thị nói, trợn mắt nhìn các tường một cái, cháu trai của bà không có khiến bà đau lòng, hận không thể đem các tường hưu đi, nhưng cũng giống như Uông thị đã nói, chỉ cần hưu nàng thì sau này con trai lớn nhất không nói chuyện hôn sự được cho nên lần này bà đem các tường mang về cũng không phải vì muốn hưu nàng ta, mà là vì muốn tiền, 30 lượng. Chỉ một bào thai không biết là nam hay nữ còn chưa có sinh ra mà đáng trị giá 30 lượng, Lý Thị ở một bên thét chói tai, nàng biết là khoản bạc này được nhà nước đề ra, nhưng nàng cũng không đồng ý, tiền trong công quỹ là của các nàng đấy, mắt thấy như ý được cả ra ngoài là bọn họ sẽ phải ở riêng rồi, nếu thật sự phải cho bạch gia, bọn họ không phải sẽ giống như đám người lão tứ. Đi ra ở riêng với hai bàn tay trắng sao? Như vậy không được, chúng ta là làm hộ nhà nông, cho dù làm vất vả một năm cũng chưa chắc có thể tích lũy được mấy lượng bạc, các ngươi vừa mở miệng đã đòi 30 lượng, là muốn lấy hết gia tài của chúng ta sao? Nói trở lại các ngươi nghĩ rằng chúng ta cái gì cũng không biết hay sao? Một tiểu tử lớn bán cho đám người nha tử cũng không tới 30 lượng bạc, đứa nhỏ kia của nhà ngươi còn chưa sinh hạ xuống lại không biết là nam hay nữ mà trị giá nhiều tiền như vậy? đây chính là trưởng tôn mà bạch gia chúng ta trông đợi nhiều năm, tất cả mọi người đều nói là Nam Đinh, ta nói trị giá 30 lượng thì chính là 30 lượng, nếu các ngươi không cho, vậy chúng ta sẽ đem các tường để lại. Trương Thị trợn mắt nói, Bạch Nhị Bảo nói, ta cũng khẳng định đây chính là nhi tử, bây giờ con trai ta không còn, thân thể của vợ ta cũng bị tổn thương, còn không biết lúc nào mới có thể mang thai nữa, nói không chừng sẽ tuyệt hậu, 30 lượng ta còn chê ít đấy, đại ca huynh nói một câu đi bạch đại bảo nói nàng đã sinh qua ba nữ nhi nhưng ta vẫn không có hưu nàng ta liền thầm nghĩ trong nhà còn có nhị đệ là đàn ông có thể giúp bạch gia chúng ta tiếp tục truyền đời lại kết quả nàng ta lại hại mất nữ nhân như vậy dù có hưu ta cũng không đau lòng muốn ba mươi lượng bạc chính là vì để cho đám người nhị đệ bọn họ một câu trả lời thỏa đáng để xem bệnh cho nhị đệ muội cũng vì để ba nha đầu còn có mẹ ruột nếu không cho ta ba trăm lượng ta cũng không giữ nàng nàng thật sự là lòng dạ hiểm độc, cha đại nữ, ngươi không thể bỏ ta được, ngươi bỏ ta ta liền treo cổ ở trước cửa bạch gia, các tường khóc, liền lôi kéo ung thị để cầu xin, nương, mau giúp con đi, mau đưa cho bọn họ ba mươi lượng, con bị hưu thì trong nhà cũng không còn mặt mũi nào nữa, hai người liền cho con số bạc này đi, con biết trong nhà nhất định có số tiền kia, trong nhà làm sao có được số tiền kia. Đại cô, ta thấy không bằng muội trở về nhà đi, tới lúc đó lại tìm một gia đình tốt, trong thiên hạ có ba chân khó tìm, chứ nam nhân hai chân thì có rất nhiều, Lý Thị nói, trong lòng nàng nghĩ đại cô tử này còn trẻ, dù thanh danh không tốt thì cũng có thể tìm người gả đi được, tới lúc đó bọn họ có thể đòi thêm một lần xính lễ, so với việc phải mang ra ngoài 30 lượng bạc thì có lời hơn nhiều, các tường quay phát lại đánh Lý Thị, mắng nàng là người đàn bà nhẫn tâm, liền quay về phía tạ hữu hòa bảo hắn phải hưu Lý Thị. Lý thị cũng không để bị đánh, cùng với các tường cấu xé với nhau chẳng qua hai người mới đánh được mấy cái đã bị kéo ra rồi hai người trừ đầu tóc lộn xộn thì cũng không có chỗ nào thương tổn chỉ là quá mất mặt thôi phương thị quở trách các nàng hai câu thật ra trong lòng nàng cũng hận không thể đánh các tường trương thị nhìn náo nhiệt xong liền nói với ung thị thân gia bà nói một chút xem rốt cuộc là mang bạc đưa ra hay là để các tường ở lại ta thấy chuyện này bà phải làm chủ thôi toàn bộ người tại gia đều khẩn trương nhìn ung thị muốn biết bà quyết định như thế nào, bất kể là các tường bị hưu về nhà hay là phải ra bạc, đều không phải là kết quả mà bọn họ nguyện ý tiếp nhận. Chương 26, Lý thị làm ầm ĩ, hung thị tức giận đến ánh mắt đen xì, muốn trách móc nhưng lại không biết phải nói gì, Bạch gia cũng chỉ để lại hai con đường, hoặc là đem khuê nữ dẫn trở về, hoặc là đưa tiền, bà dĩ nhiên không thể dắt khuê nữ về, nữ nhân bị hưu rồi thì làm sao có thể tái giá được chỗ tốt? nhưng bắt bà phải ra bạc thì giống như ở chọc dao găm vào tim bà các tường nhào tới bên cạnh uông thị liền gào thét nàng cũng không muốn bị hưu trở về được rồi đừng có gào khóc nữa đưa tiền uông thị bị các tường lắc lư đến đầu óc choáng váng hung hăng trừng liếc nàng một cái nhưng vẫn đau lòng dù sao cũng là miếng thịt trên người bà dứt ra nhìn nàng đầu tóc bù xù trên khuôn mặt còn mang theo tang thương bà cũng không đành lòng mắng nàng nữa lý thị vừa nghe liền gào lên một tiếng nói nương. Bạc này chúng ta không ra, đại cô làm ra chuyện này chính là báo ứng của nàng, nàng là nữ nhi của tạ gia chứ không phải là nữ nhi của ta, đừng hòng cầm bạc của ta đi cho nàng, thối lắm. Cái gì là bạc của ngươi? Bây giờ ngươi còn không có ở riêng đâu, toàn bộ bạc này đều là của trong nhà, nếu các tường là khuê nữ tạ gia, vậy thì có thể tiêu tiền của tạ gia, đâu tới lượt ngươi đến vung tay múa chân, đứng ở một bên đó đi, Cung thị trừng mắt mắng lý thị, ở trong nhà này bà vẫn làm chủ, ngay cả tạ phát tài cũng phải nghe theo bà, bà muốn làm cái gì thì liền là cái đó, sao tới phiên một con dâu hướng về bà gào thét như vậy, Lý Thị ở một bên gân cổ kêu, nương, lời này cũng không thể nói như vậy được, nhà thì không có phân, nhưng thời điểm phân chia bốn phòng bọn họ ra cũng mang những thứ chúng con nên được đều nói, liền để tới lúc ở riêng thì cho chúng con, đó cũng là tiền mà chúng con tân tân khổ khổ kiếm được, chính là của chúng con hiện tại sao có thể mang cho các tường chứ cứ đưa tiền riêng của nương đi con cũng không tin người không có tiền riêng đừng xem bình thường lý thị rất nịnh bợ uông thị đó vì nàng thầm nghĩ muốn trôi qua ngày tốt một chút mong sẽ có nhiều chỗ tốt nhưng hiện tại những thứ nàng vốn nên được toàn bộ đều đem cho người khác nàng cũng không kịp nghĩ ngợi chuyện uông thị là mẹ chồng của nàng nữa bạc này nếu cho các tường thì chẳng khác nào hát nước đổ đi cuối cùng nàng nhất định rơi vào kết quả giống như đám người tạ hữu thuận bọn họ phải tay trắng ở riêng, chỉ có là kẻ ngu mới không phản đối, đừng nói tới lý thị mất hứng, người của tạ gia đều mất hứng, 30 lượng bạc đấy, cho các tường chẳng khác nào cho không, nàng ta chắc chắn sẽ không trả lại, tạ hữu hòa nói, nương, ngài nhất định có bạc làm vốn riêng phải không? Lúc này người cũng đừng cất giấu nữa, coi như là đau lòng chúng con, người cho mượn ra đi hắn thầm nghĩ nếu như uông thị đem vốn riêng lấy ra các tường có thể lấy bọn họ cũng có thể lấy kém nhất cũng là không cần lấy bạc của bọn hắn uông thị mắng tạ hữu hòa một câu bà tuy có vốn riêng nhưng bà không nỡ mang ta bạc trong công có thì bà sẽ không động tới vốn riêng của mình tạ hữu khang và phương thị không lên tiếng bọn họ là phòng lớn tương lai hai lão nhân sẽ ở cùng với bọn họ nhất định sẽ không bạc đãi bọn hắn cho dù đem bạc trong tiền công ra đưa hết cho các tường Giống như tạ hữu Thái nói vậy, lão Thái Thái còn có vốn riêng đấy, tới lúc đó lấy ra nữa là được, tạ hữu Thái và tử thị cũng không lên tiếng, trong lòng bọn họ hoàn toàn chán ghét các tường, không muốn ra bạc, nhưng họ biết, chuyện này cho dù có ra mặt thì cũng vô dụng, lúc này tiêu lê hoa thừa dịp không có người nào chú ý liền lôi tạ hữu thuận xuống, kéo hắn về phía sau, nàng lo lắng hắn can thiệp vào, trong nhà cũng chỉ có 50 lượng bạc, cho nhà mẹ để 12 lượng trả cho nhà vương Đại Sơn là 12 lượng, vừa còn dư lại đúng 30 lượng, nếu không phải hôm nay mới đem bạc nhận tới tay, nàng còn muốn hoài nghi có phải là đặc biệt tới hãm hại bọn họ hay không. Tạ hữu thuận nhẹ nhàng nắm lấy tên ti lê hoa, cúi đầu cười với nàng, tiêu lê hoa thả lòng tâm tình, không phải là nàng hẹp hòi, đại cô này nếu như tốt, nàng nhất định sẽ giúp, nhưng các tường là trừng phạt đúng tội, không nói tới trước kia các nàng quan hệ bất hòa chỉ nói tới nàng hại người khác sảy thai thì nàng đã không giúp đỡ nàng ấy Ê. mọi người nói cũng đúng rồi nếu đem bạc ra sẽ giống như nước dội lá khoai vậy lúc ở riêng lấy cái gì để xây nhà các ngươi nghĩ xem các tường có thể trả lại sao hay là lại phải nhờ cha mẹ đến trả tới lúc đó không có tiền xây nhà thì làm sao mà ở riêng chứ có phải các ngươi muốn một mực không ở riêng cứ thế mà sống tiếp hay không như vậy cũng được ta liền vẫn ở đây chẳng qua sau này đừng mong chúng ta sẽ đem tiền giao cho công quỹ nữa nhà này cũng có một phần của chúng ta lý thị thấy mấy nam nhân trong nhà không có ai hát đệm cho nàng liền nóng nảy nói lớn tiếng dù sao nàng cũng sẽ không thiệt thòi phương thị vừa nghe đã nóng vội bọn họ chính là phòng lớn nhà này đã sớm nói sẽ cho bọn họ làm sao có thể phân chia cho người khác cha người nói một câu đi phương thị không muốn chống lại mẹ chồng liền gọi tạ phát tài Mặc dù bình thường cha chồng không có lên tiếng, nhưng ở thời điểm mấu chốt vẫn có tiếng nói. Lý thị nhìn Phương thị một cái nói, cha chồng của Tẩu dĩ nhiên cùng một lòng với ta, liền từ trong quỹ chung để ra tiền. Phương thị trong lòng mắng hai tiếng, nhưng cũng không có lên tiếng nữa, ai bảo nàng còn nhớ tới khoản tiền riêng kia. Tạ Phát Tài dương mắt nói, bạc này phải đưa ra. Các tường vừa nghe lập tức liền nín khóc mỉm cười, biết chắc là mình sẽ không bị hưu, lưng nàng liền thẳng lên, thầm nghĩ có nhà mẹ đẻ như vậy đợi nàng sinh ra được con trai, ở bạch gia nàng có thể đi ngang, nàng dập đầu xuống đất luôn miệng tạ ơn cha mẹ, Lý Thị há hốc mồm, nàng nhìn thấy Như Ý đang ở một bên, nói, Như Ý, hơn 30 lượt bạc ở trong nhà có thể bao gồm cả đồ cưới của muội hiện tại tỷ tỷ của muội đã chiếm đồ cưới của muội rồi, muội còn không lên tiếng, Như Ý ôm nhu nói, muội cùng với tỷ tỷ có quan hệ tốt nhất, đem đồ cưới của muội cho nàng một nửa thì như thế nào? hơn nữa muội biết cha mẹ sẽ không để muội chịu thiệt thòi các tường lập tức đi qua lôi kéo tay của như ý bắt đầu thân thiết như ý cũng kéo tay nàng an ủi hai người như tỉ muội tình thâm lý thị gào lên một tiếng ngồi bệt lên trên mặt đất khóc ròng nói mạng của ta làm sao lại khổ như vậy chứ đến một nhà như vậy tân tân khổ khổ kiếm tiền mồ hôi nước mắt thì ra là đi lau mông đít cho người ta ông trời của ta ơi đây là muốn bức tử ta à đại cô lấy đi ba mươi lượng Tiểu cô tới lúc đó nếu không muốn bị ủy khuất thì còn phải lấy thêm số tiền này, nhiều bạc như vậy toàn bộ đều do người làm ca ca tẩu tẩu chúng ta chi ra, không có thiên lý a, à. có cô nương nhà ai trị giá nhiều tiền như vậy chứ? Hồng nha, để nương mang con đi bán đi, nhìn xem có thể bán được 30 lượng hay không, để cho cô cô của con nàng lại tới cầm mang đi. Nữ nhi của Lý thị là Hồng nha đi qua khuyên nương, kết quả bị Lý thị nắm lấy, bò dậy liền mang nàng đi ra phía ngoài hồng nha vừa nghe thấy muốn bán mình liền lập tức khóc lên người trong nhà nhanh chóng chạy ra cửa ngăn lý thị tử thị đem hồng nha kéo sang một bên lý thị liền ngồi ở dưới đất khóc lớn lên tạ gia loạn thành một đoàn so với phát tan còn muốn náo nhiệt hơn tiêu lê hoa nhìn thầm nghĩ lý thị người này nếu náo loạn lên thật đúng là khó lường chỉ cần không phải làm ầm ĩ với mình nhìn nàng ầm ĩ với người khác quả thật đã nghiền có một người như vậy ở đây bạc này muốn từ trên người các con cướp đoạt thì sẽ không được nàng cũng yên tâm hơn. Tạ Hữu Hòa là một đại nam nhân lúc này cũng bắt đầu khóc lóc cầu xin cha mẹ đừng ép bọn họ bán nhi bán nữ, nói gần nói xa chính là trong tay Uông Thị có tiền riêng, lúc ở riêng không cho bọn họ cũng thôi đi, nhưng đừng có cướp đoạt của bọn họ, còn như vậy tiếp, nữ thì toàn bộ bọn họ đều phải bán thân làm nô, để cho các cường cầm bạc quay về bạch gia, đủ rồi, lúc này tạ phát tài rống lên một tiếng, ông cảm thấy mặt mũi cả đời này của bản thân mình đều mất hết rồi bởi vì bình thường ông không có nổi giận, lúc này rống to một tiếng trong phòng liền an tĩnh, chẳng qua can đảm của tạ phát tài cũng giống như theo một tiếng quát này cũng dùng hết rồi, ông xoay mặt đối với người nhà bạch gia nói, bạc này chúng ta sẽ đưa, chẳng qua không phải hôm nay, các ngươi cứ đi về trước đi, các tường kêu một tiếng cha, nhưng tạ phát tài cũng không nhìn nàng nữa, nàng chỉ có thể níu lấy chéo áo, trong lòng nghĩ chỉ cần đưa ra là được, dù sao bạch gia nhất định muốn bạc. Nàng có thể ở nhà mẹ để nghỉ ngơi mấy ngày. Trương thị vừa nhìn xong náo nhiệt, thấy tại gia náo loạn tới gia đình không yên, tâm tình không có tôn tử của bà cũng khá hơn một chút, thầm nghĩ có ở lại đây nữa cũng không còn tác dụng gì, liền nói hai ngày sau sẽ quay lại, sau đó mang theo hai đứa con trai rời đi. Ngoài cửa tại gia đứng không ít người, bọn họ vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi, để cho người xem náo nhiệt biết lần này là tạ gia xui xẻo, trong nhà chỉ còn lại người nhà mình. Tạ phát tài trầm thống nhìn người trong nhà nói, tóm lại các tường không thể bị hưu được, nàng bị hưu, tới lúc đó cũng ảnh hưởng tới các ngươi, cho nên bạc này nhất định phải ra, các ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, không muốn cũng phải muốn, lão tứ có thể trôi qua được, thì các ngươi cũng có thể, nếu thật sự không được thì hoãn ở riêng mấy năm, đợi tích đủ tiền rồi lại ở riêng, ta tán thành, ung thị nói, thật ra thì bà cũng không muốn ở riêng, những năm này bà đã sớm có thói quen đương gia làm chủ ở riêng rồi bà còn sai khiến được người nào nữa bà cũng không thể tiếp tục lên mặt được lý thị đã cùng cha mẹ chồng vạch mặt lúc này lớn tiếng phản đối nàng mới không muốn đem bạc cho các tường nàng lại tiếp tục làm trâu làm ngựa cho cha mẹ chồng ở riêng thật tốt nàng còn muốn tự mình đương gia làm chủ nhà lão đại và nhà lão nhị cũng không nguyện ý nhà lão đại lo lắng tới lúc đó cái nhà này bị chia cắt nhà lão nhị thì muốn cuộc sống trôi qua tự tại lý thị nói nương trong tay người có tiền riêng, đừng cho là chúng con không biết rõ, con còn nghe thấy người nói với như ý sau này muốn đem vốn riêng ra để cho nàng làm đồ cưới, nhưng người có nhiều con trai như vậy, người không nhìn lấy một cái, người lại vì khuê nữ lớn mà để cho ca ca tẩu tẩu chúng con đưa tiền, vì tiểu nữ nhi mà đưa tiền riêng ra, cô nương là bảo bối, nhi tử chẳng lẽ là cỏ dại sao? Nương người cũng không cần cho cúng con tiền thì cũng đừng muốn của chúng con, có được hay không, nói bậy ta làm sao có tiền riêng cung thị tức giận nói thầm nghĩ lý thị cái phụ nhân đáng chết này thật đúng là tìm đường chết cha người nói xem có phải là có vốn riêng hay không bây giờ ngẩng đầu ba thước có thần linh người đừng nói dối lý thị nhìn tạ phát tài tạ phát tài ngập ngừng không có lên tiếng thái độ này chính là chấp nhận lúc này những người khác trong nhà cũng bắt đầu nói chuyện đều nói ung thị không thể thiên vị ung thị thực sự là không có biện pháp nào nữa rồi cho dù bà có thương yêu nữ nhi đi chăng nữa thì vẫn còn phải trông cậy vào nhi tử tới nuôi sống, thoáng cái đắc tội cả bốn người là không thể được, cuối cùng bà chỉ thừa nhận trong tay mình có 15 lượng bạc, nói cách khác 15 lượng còn lại các con trai phải chi ra, lúc này tạ phát tài nói, lão tứ không cần đưa bạc nữa, ban đầu lúc hắn rời đi một đồng tiền cũng không lấy, đã cho như ý 12 lượng rồi, năm lượng bạc này không cần hắn ra, nếu như các ngươi để cho hắn phải ra, Vậy ba mươi lượng kia toàn bộ liền do các ngươi ra đi, các ngươi cũng đừng cho là ra năm lượng bạc này thì mất hứng. Nếu không đưa ra, các ngươi cũng đừng mong ở riêng nữa. Điều này ta có thể làm được. Tạ Hữu Thuận nhìn cha, trong lòng nghĩ cha vẫn chiếu cố hắn. Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ cha chồng này mặc dù nhu nhược, lúc trước thạch đầu cùng một đầu chịu ủy khuất cũng không thể lên giúp, nhưng ở chuyện này cuối cùng cũng nói được lời công bình. Cung Thị trừng mắt nhìn Tạ Phát tài một cái, nhưng lại không nói cái gì tạ hữu thái cùng tử thị cũng đồng ý, phòng lớn và tam phòng mất hứng, nhưng lại không muốn bỏ ra toàn bộ 30 lượng, càng không muốn không được ở riêng, cho nên chỉ có thể không nói lời nào. Chương 27, Lục Phòng, Editor, Việt, Beta, Tiểu Tuyền, tạ hữu thuận và tiêu lê hoa thấy mọi chuyện cũng đã định ra, cũng không tiếp tục ở lại nữa, liền mang theo thạch đầu cùng với một đầu rời đi. Lúc ra khỏi cửa bị ánh mắt của không ít người tới xem náo nhiệt quét tới quét lui một lần, muốn từ trên mặt bọn họ nhìn ra được thứ gì, còn có người da mặt dày dán tới hỏi rốt cục có chuyện gì xảy ra, kết quả như thế nào, khiến bọn họ phải hàm hồ trả lời cho qua. Tới nhà Vương Đại Sơn đúng lúc nhìn thấy Trương Liên Hương, liền đứng chung một chỗ nói chuyện, Trương Liên Hương cũng hỏi, bọn họ không dối gạt nàng, liền đem chuyện vừa trải qua ra nói, Trương Liên Hương lắc đầu liên tục, nói thẳng các tường quả thật tạo nghiệp, vừa hại nhà chồng lại liên lụy tới nhà mẹ đẻ cũng may lần này cuối cùng không liên lụy tới ngươi, như vậy xem ra các ngươi sớm chút chuyển ra cũng là một chuyện tốt. Mẹ chồng kia của các ngươi thật ra thì cũng không đồng ý muốn ở riêng, hiện tại dùng bạc này của các con trai, tiền xây nhà khẳng định là không đủ rồi, không chừng bà ta còn muốn dùng lý do này để kéo dài không cho ở riêng. Trương Liên Hương rất hiểu rõ ung thị, một phát liền đoán đúng. Tiêu Lê Hoa cười nói, có tam tẩu kia của ta ở đây, nhà này nhất định phải phân ra chẳng qua không có tiền xây nhà thì sẽ còn ở lại nhà cũ, chỉ là mẹ chồng không thể đem bạc nhập vào quỹ chung được nữa, tới lúc đó chỉ có thể nhìn nhưng không thể lấy vào trong tay, nhất định sẽ khó chịu. Đại ca đại tẩu đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý, ngươi nói phải, Trương Liên Hương cũng cười, nghĩ thầm tiêu lê hoa hiện tại còn nghĩ thông thấu hơn nàng nhiều, bản thân thấy mình với nàng thật sự có thể hàng huyên với nhau, cùng Trương Liên Hương tách ra. Đợi tiêu lê hoa trở lại nhà bắt đầu nấu cơm, lúc này cơm trưa bọn họ vẫn không có ăn, hiện tại thật sự rất đói bụng, ăn cơm xong, người một nhà ngồi trong sân hóng mát, lúc này là thời điểm mặt trời xuống núi, cái không khí nóng ban ngày từng chút mát mẻ dần xuống, từng cơn gió nhỏ thổi tới, hết sức thoải mái, tạ hữu thuận nhìn tiêu lê hoa may y phục, thấy nàng cúi đầu nghiêng mặt nhìn xuống, còn có đường may tinh miệng kia, đó chính là y phục của hắn đã được giặt sạch sẽ, trong lòng hắn cảm khái một trận. Thầm nghĩ bản thân mình coi như là khổ tẩn cam lai, rốt cục nương tử cũng quay đầu lại rồi, lại nhìn hai đứa con trai đang chơi đùa ở bên cạnh. bọn nhỏ đã không còn có bộ dáng vô cùng bẩn nữa, trên người đã mặc y phục, mặc dù cũ nhưng được giặt sạch sẽ, đầu tóc cũng sạch sẽ chỉnh tề, trên mặt mang theo nụ cười, càng cảm thấy cả trái tim rất sảng khoái giống như bị gió thổi qua. Ngày thứ hai, Tạ Hữu Thuận cùng với Tiêu Lê Hoa liền mang theo hai đứa con trai đi tới thôn Thảo Đầu, đem chuyện tới Tiêu Gia Trang gặp được Tiêu Tiểu Thư nói ra để cho bọn họ thoải mái và buông lỏng tinh thần, Lưu quản gia kia sẽ không lại tới gây chuyện nữa, hơn nữa đem 10 lượng bạc giao trên tay Tiêu bà tử, cả nhà Tiêu gia đều vừa mừng vừa sợ, bọn họ đối với chuyện Tiêu Lê Hoa đi tới Tiêu gia trang căn bản không ôm hy vọng, kết quả nàng không chỉ làm được mà còn cầm bạc mang trở lại, tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Mai Hoa ôm Lê Hoa liền khóc, lần này là cao hứng mà khóc, nàng đã chuẩn bị nhận mệnh sẽ phải gả cho Lưu quản gia rồi, hiện tại không cần nữa nàng vừa muốn cười vừa muốn khóc. Thật ra trong lòng nàng vẫn nhận thức tỷ tỷ tiêu lê hoa của mình, dù tỷ hại bản thân mình không gả đi được nhưng mình cũng không trách nàng. Nhưng thời điểm nàng biết phải gả cho lưu quản gia thì trong lòng cũng khổ sở, hiện tại tỷ tỷ lại cứu nàng, nàng nghĩ bản thân mình không bao giờ quán trách tỷ tỷ nữa, tỷ tỷ vì nàng thật sự là đã tận lực, tiêu bà tử cũng khóc, vương thị ở một bên khuyên, trong lòng nàng rất vui mừng, đại cô hiện tại thật là hiểu chuyện lại có bản lãnh. Trên mặt Tiêu Đại Thụ cũng nở nụ cười, còn nói hôm nay muốn ăn một bữa ngon, khiến cho Thạch Đầu cùng một đầu Cao Hứng muốn nhảy lên. Tiêu Đại Thụ liền đi mua thịt, còn mua rượu, người trong thôn thấy hắn cao hứng như thế liền hỏi xem hắn có chuyện vui gì, tất cả mọi người đều kỳ quái, thầm nghĩ Tiêu gia chọc họa, làm sao còn cao hứng như thế được. Tiêu Đại Thụ không thể không cho Lưu Quản sự mặt mũi, chỉ nói đại muội muội về thăm nhà, cả nhà đoàn viên nên vui vẻ, chẳng qua đợi tới xế chiều, đám người lần trước tới tiêu gia nói lưu quản gia bị thương nổi giận đến muốn bạc lại tới thôn thảo đầu lần nữa đến tiêu gia thấy tiêu đại thụ liền nhận lỗi nói lưu quản gia bị thương không thể đến đây để cho bọn họ tới nhận lỗi nói không biết hóa ra bọn họ quen biết tiêu tiểu thư có nhiều điểm đắc tội lại mang theo không ít lễ vật đưa cho bọn họ cũng sớm có người tới đây để xem náo nhiệt vừa nghe những người đó nói vậy liền lập tức kinh ngạc thầm nghĩ tiêu đại thụ làm sao có thể quen biết tiểu thư tiêu gia chứ đây đối với bọn họ mà nói quả thực là có núi dựa lớn rồi phải biết rằng người thôn thảo đầu có chín phần đều thuê đất của tiêu gia trang trong mắt bọn họ tiêu gia trang so với huyện thái gia và hoàng thượng còn quan trọng hơn đó là cha mẹ áo cơm của bọn họ chờ đám người lưu quản gia đi người trong thôn liền đi tới đây trên mặt đều mang theo nụ cười bảy miệng tám lưỡi nói chuyện với tiêu đại thụ tiêu đại thụ nói không phải là hắn quen mà là lê hoa quen hắn nói như vậy là vì muội muội có thanh danh không tốt muốn tranh giành sĩ diện cho nàng. Hắn cũng biết người trong thôn đều nói Lê Hoa muốn leo lên cành cây cao kết quả không leo lên được còn tự mình ngã thảm. Hiện tại để bọn họ biết mùi tử của hắn cũng có tiền đồ, có thể cùng tiểu thư tiêu gia nói chuyện. Chuyện này khiến người thôn thảo đầu đều nhìn tiêu Lê Hoa với ánh mắt khác, thầm nghĩ tiêu Lê Hoa này thật đúng là người khó lường. Một thôn phụ có thể làm cho tiểu thư tiêu gia vì nàng đi trách móc quản gia đắc lực trong nhà, hay là họ hàng với cố quản sự. Tất nhiên trong chuyện này cũng có không ít người cho rằng nàng đi làm nha hoàng cho nhà giàu người ta mới lanh lợi như vậy, thầm nghĩ có nên xúi dục đưa khuê nữ đang ở trong nhà đi không, được dạy dỗ một chút, cho dù không làm di nương thì cũng có thể trở nên lanh lợi hơn. Tiêu Lê Hoa vì muốn người nhà mẹ đẻ đang ở trong thôn trôi qua khá hơn một chút, liền tùy ý nói chuyện với những người kia, tất nhiên là không đem chuyện mình đi tiêu gia trang nói hết toàn bộ, chỉ nói nhăn nói cuội, nhưng cũng khiến những người đó sửng sốt, Tạ Hữu Thuận nghe vào trong tai, trong lòng cười không ngừng. Lê Hoa, lúc trước còn cảm thấy muội có chút thay đổi, hiện tại mới phát hiện muội thay đổi rất lớn, còn có thể nói được như vậy, nhưng so sánh với trước kia thì nói chuyện càng khiến người ta thích nghe hơn rồi. Vương Thị đem hương thân cuối cùng tiễn đi, cười nói với Tiêu Lê Hoa. Mai Hoa cũng gật đầu, nói, so với trước kia tỷ tỷ càng biết nói chuyện hơn, cười lên nhìn rất đẹp. Tiêu Lê Hoa cũng bách, nghĩ thầm thì ra Tiêu Lê Hoa thích nói chuyện chẳng qua thời điểm ầm ĩ chiếm đa số bản thân mình không thích gây lộn nhưng nàng cũng không phản đối nàng hiện tại chính là tiêu lê hoa thì những chuyện mà tiêu lê hoa làm đều là chuyện của nàng chỉ có thể tiếp nhận xế chiều người một nhà liền rời đi lần này bọn họ rời đi cũng có không ít người nói chuyện với bọn họ dọc theo đường đi được người cười tiễn ra khỏi thôn được tiễn ra ngoài làm sống lưng tiêu đại thụ còn muốn thẳng hơn so với thường ngày tiêu gia trang này quả thật đúng là có uy tín chỉ là một món đồ nhỏ như vậy mà có thể thay đổi được cách nhìn đáng ghét của người trong thôn đối với một người xem ra có tiền có đất thật tốt hữu thuận sau này chúng ta cũng tranh thủ mua thật nhiều ruộng đất để làm đại địa chủ được không tốt tạ hữu thuận trả lời thật ra thì trước kia hắn cũng có mơ ước cố gắng kiếm thật nhiều tiền để làm người có tiền chẳng qua về sau giấc mộng này cũng từ từ phai nhạt sau đó cứ tiêu lê hoa sinh hai đứa con trai xong lại càng không có hắn chỉ muốn có thể làm cho hai đứa con trai lớn lên là tốt rồi hiện tại vợ thay đổi càng thêm tốt hơn không hề ngại hắn không có tiền đồ nữa thầm nghĩ cùng hắn cùng nhau kiếm tiền qua ngày thật tốt trong lòng hắn lại từ từ bốc cháy lý tưởng hào hùng năm đó tiêu lê hoa thấy tạ hữu thuận không giống như trước kia nghe thấy nàng nói kiếm tiền liền lo lắng nụ cười trên mặt cũng càng thêm rực rỡ đây là cha của hai đứa nhỏ là nam nhân nàng chuẩn bị cùng nhau sống dĩ nhiên có thể một lòng là tốt nhất thạch đầu nghe thấy cha mẹ nói sau này muốn kiếm tiền mua đất để làm đại địa chủ cũng vui mừng cúi xuống cười hít mắt mặc dù hắn còn nhỏ nhưng cũng biết trong nhà có nhiều đất nhiều tiền có thể trôi qua thật tốt có thể ở căn nhà lớn có thể mặc quần áo mới cũng có thể ăn no một đầu thấy cha mẹ và ca ca cười thì hắn cũng khanh khách cười trở lại trong thôn bọn họ về nhà trước sau đó liền đi tới nhà vương đại sơn đem xe trả lại lại đem bạc từ trong nhà lấy ra để trả cho vương đại sơn lắp làm gì? Lúc này mới mượn mấy ngày liền có tiền trả về rồi. Trương Liên Hương vừa thấy bọn họ trả tiền lại đã nói, các ngươi là đi nhà mẹ đẻ của Lê Hoa mượn tiền hả? Mau trả lại đi. Không phải vừa nói thím ngã bệnh, đang cần tiền sao? Sao các ngươi có thể lấy tiền của bọn họ nơi được? Chúng ta không thiếu tiền, trước đừng vội trả cho chúng ta. Lúc này Vương Đại Sơn đang ở nhà, cũng bảo Tạ Hữu Thuận đem tiền lấy về. Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ đối phương thật sự là người tốt nhưng nàng vẫn đem bạc đưa cho họ còn nói là vừa lúc nhà mẹ để có số bạc này liền lấy ra cho mình bọn họ vẫn còn trương liên hương chỉ có thể đem bạc thu lại chờ bọn hắn trở về nhà chỉ thấy cửa nhà mở ra từ trong viện truyền tới tiếng khóc của một đầu hai người vội vàng chạy vào thì nhìn thấy lý thị cùng với các tường đang từ trong nhà đi ra ngoài tiêu lê hoa tức giận sắc mặt nghiêm nghị nói các ngươi tới nhà của ta làm gì một đầu tại sao lại khóc bảo bối của nương đừng khóc nương đã về rồi, tiêu lê hoa quát các nàng một câu liền không quản các nàng nữa, bởi vì nàng thấy một đầu đang ngồi ở trên mặt đất khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc tới hồng lên, nước mắt chảy ra đầy mặt, đem nàng đau lòng liền lao tới ôm hắn vào lòng để dỗ dành, lại ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn hôn một ngụm, trong miệng không ngừng dỗ dành, một đầu đưa tay nhỏ bé ôm thật chặt lấy tiêu lê hoa, vĩ khuất tới nấc lên, thạch đầu cũng nhào về phía trước ôm lấy tiêu lê hoa, kêu lên, nương bọn họ lục đồ nhà chúng ta, còn đẩy con ra cửa, còn nhéo lỗ tai của con. Tiêu Lê Hoa vừa nghe vốn là lửa giận đang xông lên lại càng thêm tức giận, dụ dỗ tiểu một đầu buông tay, vừa nhìn lỗ tai của thạch đầu quả nhiên thấy đỏ lên, lập tức xoay người lại nói với tạ hữu thuận, nhìn một cái tam tẩu cùng với muội muội tốt của chàng, thừa dịp chúng ta không ở nhà mà tới làm thổ phỉ, lục phòng của chàng còn đánh con chàng, ta xem họ còn muốn làm chủ nhà của ta, nếu chàng không quản được thì đừng trách ta động thủ tạ hữu thuận cũng tức giận a à, hắn mới đi ra ngoài được bao lâu đâu trong nhà liền xảy ra chuyện như vậy hắn mới trôi qua cuộc sống yên ổn đã có người tới làm phiền thêm mà còn là người trong nhà các ngươi ở đây lục cái gì nhà của ta có cái gì để mà lục nếu không nói rõ ràng chúng ta phải tới nhà cha mẹ nói một chút nhìn một chút xem người làm chị dâu cùng với muội muội tới lục soát nhà của ta thì có cái quy củ này hay không tứ ca huynh đừng tức giận là một chiếc nhẫn vàng muội mang về đã mất, người ta nói thạch đầu trong nhà huynh nhặt được, ta liền tới lấy, nhưng thạch đầu nhất quyết không đưa, ta không có biện pháp chỉ có thể tới lục. Tứ ca, huynh nói một chút, đứa nhỏ thạch đầu này của huynh, nhỏ như vậy mà còn thế, sau này lớn lên phải làm sao? Các tường ánh mắt long long nhìn nói, Lý thị ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói, đúng vậy, tại gia chúng ta bao nhiêu năm đã không xảy ra chuyện cướp hoặc là trộm, như vậy không được hãy mau mang chiếc nhẫn vàng giao ra đây đi, nếu không tới lúc đó truyền đi thì không dễ nghe. Tiêu Lê Hoa vừa nghe lời này tức muốn cười lên, đem một đầu nhét vào trong ngực của tạ hữu thuận, đi qua liền tác các tường một bạc tay, sau đó đạp lên đùi lý thị cho nàng ngã xuống đất, chương 28, đoạn tuyệt, động tác của Tiêu Lê Hoa vừa nhanh vừa ác, bạc tay tác thẳng lên mặt các tường vang lên âm thanh vang vội, các tường vừa thét nương một tiếng, liền bụng mặt lùi về phía sau tới mấy bước, lý thị lại càng thảm, bị tiêu lê hoa đá một cước lên trên đùi trực tiếp bị ngã trên mặt đất vội ôm chân kêu thảm tiêu lê hoa còn chưa giải hận liền đi tới đạp thêm hai đạp nữa tạ hữu thuận nhìn tiêu lê hoa đánh người cũng không ngăn cản ông một đầu lạnh như băng nhìn lý thị cùng với các tường một đầu mở to mắt một đôi mắt to đầy nước cắn bàn tay nhỏ bé nhìn mẹ hắn đánh người thạch đầu cũng nhìn chỉ cảm thấy thật hết giận cũng muốn đi tới đá hai đá rồi tiêu lê hoa ngươi dám đánh ta ngươi cái nữ nhân chết tiệt này, tại sao ngươi lại đánh ta, mới vừa rồi các tường bị đánh có chút sững sờ, lúc này đã lấy lại được tinh thần, hướng về phía tiêu lê hoa la hét lớn lên, quơ cánh tay muốn xông tới đánh lại tiêu lê hoa để xả giận cho chính mình, kết quả bị tiêu lê hoa đánh thêm một bạc tay cực nhanh ở má bên kia, vừa kêu la to đồng thời cũng không dám tiến lên trên nữa, chính là đánh các ngươi đấy, hai kẻ không biết xấu hổ. Chạy tới nhà người khác định làm kẻ trộm lục tung lên, còn đánh đứa nhỏ bị phát hiện còn muốn cắn ngược lại một cái, thứ gì chứ, tiêu lê hoa vừa ngoan độc đạp một cước xuống lý thị đang muốn bò dậy, lại khinh bỉ nhìn chầm chầm các nàng, lý thị kêu ai ui một tiếng, rốt cục cũng bò dậy, đứng ở phía sau các tường, nàng có chút sợ tiêu lê hoa, thầm nghĩ nàng đánh người hình như có chút tiến bộ, trước kia các nàng cũng có động chân động tay qua, nhưng tiêu lê hoa chỉ biết túng tóc cào mặt người, lại không vung tay tác người đá người, hơn nữa còn nhanh chuẩn tới như vậy, Nàng vừa rồi mới nghĩ muốn xoay người lại đều không thể bò dậy nổi, hiện tại chân bị thương tới đứng cũng không vững nữa, nhìn lại các tường hai bên má đều có dấu tay đỏ rực, nàng nghĩ vẫn là trốn tránh một chút là tốt. Các tường trừng mắt nhìn Lý thị một cái, thầm nghĩ thật vô dụng, tạ hữu thuận bảo thạch đầu đi gọi người nhà cũ tới đây, chuyện hôm nay hắn sẽ không để cho các nàng lừa gạt cho qua, chuyện này thật sự quá đáng, hơn nữa có dấu giếm cũng không giấu giếm được. Nhìn mặt các tường cùng với cái chân cà thọt của Lý thị liếc một cái là người ta có thể nhìn ra, Thạch Đầu cực kỳ nhanh nhạy, Lý thị và các tường đều lo lắng, chẳng qua Thạch Đầu đã đi rồi, có gọi cũng không trở lại, hai người thầm nghĩ phải cắn chặt răng nói là tới nơi này để tìm đồ, rồi lại nói Tiêu Lê Hoa đánh các nàng, tới lúc đó không chừng còn không biết người nào đúng người nào sai. Tạ Hữu Thuận thấy Tiêu Lê Hoa tức giận tới mặt đỏ bừng, đem một đầu đưa cho nàng, để cho nàng ngồi trong nhà nghỉ ngơi một chút lát nữa sẽ có người tới thu thập lý thị cùng với các tường một đầu ôm lấy tiêu lê hoa mềm nhũng nói nương không giận không giận một đầu không khóc nương xả giận cho một đầu các nàng dám đánh một đầu nương giúp con đánh bọn họ một đầu ngoan tiêu lê hoa nghe giọng nói mềm nhũng êm ái của nhi tử trong lòng đã hết giận tới phân nữa trừng mắt liếc nhìn lý thị cùng với các tường nói với tạ hữu thuận không được để cho bọn họ đi hôm nay phải nói ra cho rõ ràng để cho bọn họ biết được nhà chúng ta không phải nghĩ muốn đến lục là lục được, bọn nhỏ không phải muốn đánh là đánh, còn mất đi nhẫn vàng. Hai kẻ ngu xuẩn, tiêu lê hoa ôm một đầu vào trong phòng, đem một đầu đặt ở trên giường gạch lại bắt đầu kiểm tra xem trên người hắn có thương tích nào không, hỏi hắn xem có bị đánh hay không, biết được lý thị nhéo lỗ tai hắn còn đẩy hắn, sắc mặt lại càng không đẹp mắt, ở nhà chính tạ hữu thuận nghe xong sắc mặt cũng càng không dễ nhìn. Lý Thị cùng các tường cũng không ngừng kêu to la hét với tạ hữu thuận, lăng qua lộn lại nói các nàng tới nơi này là để tìm đồ, bảo tạ hữu thuận phải quản giáo bọn nhỏ cùng thê tử cho thật tốt, còn nói chuyện này không xong, chẳng những muốn lấy nhẫn vàng của bọn họ, còn muốn bồi thường tiền thuốc thang, chẳng qua sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của tạ hữu thuận thì từ từ không lên tiếng nữa, cũng dần yên tĩnh lại, trước cửa nhà tạ hữu thuận cũng rất náo nhiệt, có người thấy thạch đầu chạy đi tới nhà cũ thấy hắn gấp như vậy liền hỏi hắn có chuyện gì, hắn chỉ nói tam bá nương cùng với đại cô nhân lúc cha mẹ hắn không có nhà liền vào trong nhà lục hộp tủ, sau đó liền bỏ chạy đi, nghe thấy hắn nói như vậy có không ít người liếc nhìn nhau, sau đó toàn bộ đều chạy tới đầu thôn Tây, những người ở nhà cũng nghe được lời của thạch đầu toàn bộ đều nổ tung rồi, tất cả đều ồn ào đi tới, ngay cả ung thị cũng không chịu ở lại. Tạ Tà phát tài vừa thấy trước cửa nhà tứ nhi tử có một nhóm người liền nhức đầu, thầm nghĩ lần này tạ gia lại muốn mất mặt, trong lòng hắn còn đang tức giận với đại nữ nhi, thầm nghĩ lúc này vừa mới bị nhà chồng đuổi trả về, bắt người trong nhà phải bồi thương mất 30 lượng bạc, giờ tới đây lại gây ra chuyện rồi, thật là một kẻ chuyên gây chuyện, lão tứ. Ngươi dám đánh chị dâu. Ngươi có phải là người hay không? Hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích thì ta cùng với ngươi không xong đâu, tạ hữu hòa vừa thấy Lý Thị ngồi dưới đất ôm chân kêu la liền nóng nảy các tường bụng mặt chạy tới trước mặt ung thị khóc lên nói tiêu lê hoa đánh nàng tứ ca nhìn thấy cũng không chịu quản ung thị thấy khuôn mặt các tường xưng phù liền biết người hạ thủ có bao nhiêu ngoan độc liền hướng về phía tạ hữu thuận mắng còn muốn đi vào trong nhà tìm tiêu lê hoa để tính sổ bà vừa mới mắng tiêu lê hoa tiêu lê hoa liền ra ngoài mọi người tới vừa đúng lúc trước đừng vội chửi mắng chúng ta sao các người không hỏi trước xem tại sao ta lại đánh họ chờ lên tiếng hỏi rõ rồi sẽ biết ta đánh còn nhẹ tiêu lê hoa khinh miệt nhìn xuống hai nữ nhân đang khóc sướt mướt trong lòng thầm nghĩ ngày hôm qua lý thị còn cứng rắn không muốn chi tiền cho các tường cùng với các tường đánh một trận hôm nay lại có thể cùng đi tới nhà nàng để lục lọi tiền thật là một đôi hoa tuyệt thế sau này phải cách họ càng xa càng tốt tạ hữu hòa hét lên bất kể các nàng làm cái gì ngươi cũng không thể đánh người được đây chính là chị dâu cùng với đại cô của ngươi có lời gì không thể từ từ nói chuyện sao thật là một người lỗ mãn không nói đạo lý còn tưởng rằng ngã một cái thì đã trở nên tốt lắm thì ra vẫn cái đức hạnh trước kia tứ đệ người vợ này của ngươi nếu không quản cẩn thận sau này gia đình sẽ không yên tạ hữu thuận nói vợ ta là cái dạng gì chính là chuyện của ta tam ca cứ quản tốt vợ của huynh là được nếu như huynh nói vợ của huynh thừa dịp chúng ta không có ở đây thì đi vào trong nhà của chúng ta lục soát loạn lên còn đánh con trai của chúng ta là đúng vậy cũng được sau này ta cũng sẽ tới nhà của huynh lục đồ, đánh hai đứa con trai của huynh, tới lúc đó nếu có hạ thủ nặng thì tam ca chớ có trách ta, tạ hữu hòa tức giận còn chưa kịp nói thì tạ tà phát tài liền hỏi, hữu thuận, con dâu cùng với các tường thật sự tới nhà con lục loạn lên, tạ hữu thuận không trả lời, trực tiếp đem rèm cửa ở hiên nhất lên, tạ tà phát tài đi tới vừa nhìn thấy, sắc mặt lại càng không đẹp mắt rồi, bên trong đã loạn tới không thành hình dáng gì nữa rồi, con ngươi lý thị vừa chuyển vừa nói phòng kia không phải là chúng ta lục, là bọn hắn tự mình lục, bởi vì không muốn đem chiếc nhẫn vàng kia trả lại cho các tường. Tiêu Lê Hoa nghĩ người này thật vô sĩ, lại muốn cắn ngược lại một lần. Các tường cũng nói theo lời nói của Lý Thị, nói phòng không phải là các nàng lục, các nàng chẳng qua là thấy thạch đầu một đầu nhặt được nhẫn vàng của nàng nên mới tới đây để đòi. Kết quả hai đứa bé không trả lại, các nàng liền giáo huấn mấy câu, sau đó Tiêu Lê Hoa che chở cho hài tử rồi cùng các nàng đánh nhau. Cha, nương, hai người mau làm chủ cho con, các tường, muội lấy đâu ra nhẫn vàng. Làm sao cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nhìn thấy qua. Lúc này tử thị đang ở một bên sen mồm vào hỏi, đúng vậy nha, chiếc nhẫn vàng của muội là ở đâu ra? Chẳng lẽ là nương đưa cho muội? phương thị cũng đứng một bên nói, nàng thầm nghĩ bất kể là có chiếc nhẫn vàng này hay không, trước cứ đẩy trên người mẹ chồng, tới lúc đó lấy cái này làm cái cớ không tin lão bà tử này không đem tất cả tiền riêng của bà giao ra đây, nàng mới không tin tiền riêng của cha mẹ chồng chỉ có 15 lượng bạc. Phương thị trừng mắt liếc nhìn Phương thị, lúc này nàng cũng kỳ quái các tường lấy đâu ra nhẫn vàng. Các tường nói, nhẫn vàng kia là ta nhặt được, cũng không biết của ai, ta đi ra ngoài đi dạo, kết quả trở về liền mất, thời điểm trở về tìm nhìn thấy đám thạch đầu bọn chúng nhặt lên, nhưng bọn chúng lại không thừa nhận, ta liền đánh bọn chúng mấy cái, tứ tổ liền đánh ta với tam tổ nương, chiếc nhẫn vàng kia tinh xảo vô vùng, người phải giúp con đòi trở về, tử thị ở một bên còn nói, đại cô, nếu như có chiếc nhẫn vàng đáng giá như vậy, mà ngươi lại cất giấu, mang về cho nhà chồng, lại để nhà mẹ để đưa tiền ra, ngươi có thể an lòng sao, các tường liền lập tức ngây người, nàng chỉ lo nghĩ hãm hại tứ ca bọn họ, mà quên mất đi chuyện này, biết làm thế nào cho tốt đây, nhìn thấy người trong nhà sắc mặt âm trầm, miệng nàng mất máy, không biết nên nói cái gì cho phải tiêu lê hoa thầm nghĩ các tường này thật sự là kẻ ngu ung thị thấy nữ nhi lôi kéo bà cầu cứu trợn mắt nhìn nàng một cái vẫn mở miệng nói các tường khẳng định là muốn đem đồ trả lại cho người đã mất lúc này mới cất giấu đi đâu có giống dáng vẻ của các ngươi chỉ muốn nhặt được đồ của người khác rồi cho là đồ của mình mọi người tại gia vừa nghe nhất thời đều nghĩ trong lòng ung thị nói lời này thật sự là không xấu hổ cũng không biết là người nào ở đống cỏ bên ngoài nhặt được trứng gà của người ta nhưng lại nói đây là do gà nhà mình đẻ ra cung thị thấy người trong nhà cũng không lên tiếng liền quay đầu hướng về phía tiêu lê hoa đòi chiếc nhẫn vàng kia còn mắng nàng không quản giáo bọn nhỏ cho tốt mắng nàng đánh chị dâu cùng với đại cô là không có quy củ cũng muốn tạ hữu thuận phải thu thập nàng cho thật tốt tạ hữu thuận nói hôm nay chúng ta đi ra ngoài sau khi trở về ta cùng với thê tử đi ra ngoài chốc lát chỉ đi tới nhà của vương đại sơn từ khi chúng ta đi cho đến thời điểm chúng ta trở lại bọn nhỏ vẫn không có rời nhà đi thì đi đâu để nhặt chiếc nhẫn vàng nào trên đường này chúng ta cũng gặp được nhiều đứa nhỏ ở trong thôn nói muốn tìm bọn nhỏ đi chơi bọn nhỏ đều nói phải ở lại trong nhà cho chúng ta đều không chịu đi ra ngoài hai đứa bé ngoan như thế nào các ngươi không thể không biết rõ đám người tại gia vừa nghe cũng biết đây là lời nói thật thạch đầu cùng với một đầu vô cùng ngoan bảo bọn nhỏ ở nhà liền biết điều ở trong nhà là những đứa nhỏ vô cùng nghe lời thật ra thì chuyện chiếc nhẫn vàng kia nói ra bọn họ cũng không tin mà hai đứa bé kia càng không phải loại người như vậy tiêu lê hoa nói tới nhà của ta lục tung lên còn đánh nhi tử của ta còn vu hãm con trai của ta tất nhiên là ta phải đánh các nàng ở đây ta còn muốn nói thêm một câu chúng ta đoạn tuyệt quan hệ cùng với các tường và lý thị sau này các nàng cũng đừng mong có thể trèo lên cửa nhà chúng ta và một lần sẽ đánh một lần có chuyện gì thì cũng không cần phải tìm tới chúng ta chúng ta không có loại người nhà như vậy hữu thuận chàng nói có đúng không tạ hữu thuận suy nghĩ một chút gật đầu những người tạ gia vừa nghe liền toàn bộ sửng sốt loại đoạn tuyệt quan hệ này thật sự là quá độc ác chặt đứt quan hệ cùng với các tường đó chính là không cần cô muội muội này nữa chặt đứt quan hệ với lý thị cũng là tương đương chặt đứt quan hệ với tam ca tạ hữu hòa này gia đình người nông dân bình thường có đánh có nháo có khinh bỉ nữa thì cũng sẽ không đoạn tuyệt quan hệ bởi vì chuyện này sẽ làm cho đối phương có thanh danh không tốt chẳng những là chặt đứt mà còn muốn kết thù kết quán rồi không ngờ này lại khiến tạ hữu thuận giận tới mức như vậy, lão tứ, như vậy không được, cũng không có chuyện gì lớn, con hãy nghĩ lại đi. Tạ, à, phát tài nói, ông biết nhi tử này từ nhỏ tới lớn đều chững chạc, không thích nói chuyện, không nghĩ tính tình lại lớn tới như vậy. Tạ hữu thuận nói, cha, đã dám nhân dịp chúng con không có ai ở nhà mà vào nhà chúng con lục loạn lên, còn đánh nhi tử của con, còn vu oan cho con trai của con nhặt đồ mà không trả lại, đây đã là chuyện lớn rồi. Cung thị ở bên cạnh vừa ầm ỉ lại vừa mắng, để cho tạ hữu thuận phải thu hồi lại lời nói này, lại mắng tiêu lê hoa mê tâm nhi tử của bà, để cho người tạ gia ly tâm, còn muốn đi lên đánh tiêu lê hoa, tiêu lê hoa liền trốn ở phía sau tạ hữu thuận, không có muốn cùng mẹ chồng đánh nhau, đánh cũng không có lý, dù sao tạ hữu thuận đã có ý định, để cho hắn tới giải quyết, chương 29, lật xe ngựa, editor, việc, beta, tiểu tuyền tiêu lê hoa không cho phép các tường cùng với lý thị sau này tới cửa cũng chính là muốn đoạn tuyệt quan hệ thân thích tạ hữu thuận cũng đồng ý điều này đối với người tạ gia mà nói chính là một chấn động khiến bọn họ trợn mắt há mồm chẳng qua dù có khuyên hay ầm ĩ hay la mắng thì vợ chồng hai người đều quyết tâm không buông miệng cuối cùng cả nhà làm ầm ĩ tới tận trời tối hẳn xuống mới tản đi chính là tản đi trong không vui náo lên một chuyến như vậy khiến người trong thôn cũng đều biết hết rồi có người nói các tường cùng với lý thị không đúng đáng đời bị đối đãi như vậy cũng có người cho là tạ hữu thuận bọn họ làm như vậy có chút quá người trong nhà dù náo loạn nữa cũng không thể vì chuyện này mà không lui tới được tạ hữu thuận và tiêu lê hoa đi tiễn vương đại sơn cùng với tạ khánh phong xong mới đem cửa đóng lại trở lại trong phòng nhìn về phía ngọn đèn duy nhất hai đứa bé đang ngoan ngoãn ngồi ở một bên chuyện ngày hôm nay khiến bọn nhỏ có chút sợ nương sau này đại cô và tam bá nương cũng không thể tới nhà sao thạch đầu nhỏ giọng hỏi, hắn hy vọng là như vậy, hắn không thích mấy người đại cô các nàng. Tiêu Lê Hoa sờ sờ đầu của hắn nói, đúng, sau này cũng không để cho các nàng tới cửa nữa, không chỉ là các nàng, sau này ai tới nhà chúng ta, lục đồ rồi đánh người còn oan uổng tiểu thạch cùng tiểu một của chúng ta cũng đều không được. Một đầu tiến tới bên cạnh tạ hữu thuận hỏi, cha, có phải không, tạ hữu thuận đem hắn ôm đến trên đùi nói, sau này không để cho các nàng tới nữa nhưng về sau nếu có chuyện này nữa thì không nên ngăn cản, phải đi ra ngoài gọi ta cùng với mẹ con, đừng để bị đánh nữa. Tiểu một đầu biết điều một chút gật đầu, gục ở trong ngực tạ hữu thuận ngáp một cái, chuyện ngày hôm nay nhiều lắm, tiểu hài tử chịu không nổi, tiêu lê hoa đi tới trải đệm giường. Lại bảo tạ hữu thuận đem hắn đặt xuống, cũng để cho tiểu thạch đi ngủ, nương, hôn nhẹ. Tiểu một đầu nhắm mắt lại còn nói, lôi kéo y phục tiêu lê hoa không buông tay tiêu lê hoa cười rồi ở trên trán của hắn cùng với thạch đầu hôn một cái nhìn thấy thạch đầu đã nhắm mắt lại nàng mới ngồi trở lại bên cạnh bàn thấy tạ hữu thuận ngó chừng mà nhìn nàng liền cười lên hôm nay ta làm như vậy chàng không oán ta chứ dù sao cũng là thân nhân của chàng nhưng ta nghĩ nếu không làm như vậy thì sau này còn có rất nhiều phiền toái hơn nữa ta cảm thấy thân nhân như vậy có muốn cũng không có chỗ tốt nào chỉ làm cho lòng người thêm phiền tiêu lê hoa nói hôm nay tạ hữu thuận phối hợp với nàng trong lòng nàng cũng rất hài lòng dù sao lúc trước nàng không có thương lượng cùng với tạ hữu thuận mà đã nói như thế tạ hữu thuận nói bây giờ nàng chính là nữ chủ nhân của nhà này chỉ cần nàng không sai ta sẽ không phải đối chẳng qua sau này nếu như mẹ ta tới náo loạn nàng nên cho bà một chút mặt mũi đi dù sao vẫn là trưởng bối tiêu lê hoa vừa nghe liền yên tâm nàng biết ranh giới của tạ hữu thuận thầm nghĩ mình quả thật là gặp được nam nhân tốt nàng biết mình đời này hòa ly không quá dễ dàng hơn nữa nhìn ở hai đứa con trai nàng cũng không muốn hòa ly, cho nên tâm ý của nam nhân cùng với nàng rất quan trọng, lúc trước yêu cầu của nàng thật sự cũng không nhiều, đối với tạ hữu thuận không đánh chữ nguyên chủ cũng không có ý kiến gì, hiện tại có thể nói hết sức hài lòng, bởi vì các tường lại gây họa, người tại gia đều tức giận, lại sợ chuyện này lộ ra, người bạch gia càng muốn hưu nàng, cho nên liền lập tức cho người đem nàng đuổi về bạch gia, đồng thời mang tới 30 lượng bạc. Nói cho nàng biết nếu không có chuyện gì thì đừng có trở lại, sau này có chuyện như vậy nữa, trong nhà cũng sẽ không quản, để cho nàng tự biết, các tường có thể đi, Lý thị lại không đi được, nàng bởi vì lục loại phòng chú em chồng lại còn đánh mắng hoang uổng cháu trai bị mọi người trong thôn chỉ trỏ, lập tức chỉ núp ở trong nhà không ra ngoài, càng không dám ồn ào, chỉ dám ở trong phòng tức giận với Tạ Hữu Hòa, khiến cho Tạ Hữu Hòa cũng hết sức bất mãn với tứ đệ, đi tới chỗ Ung thị tố khổ nói mình bị tứ đệ náo loạn tới mất mặt, ngày ngày tố khổ, Ung Thị vốn đã tức giận, hiện tại càng thêm tức giận hơn. Chuyện để cho Ung Thị tức giận còn không dừng lại ở chuyện này, còn có chuyện tiền bạc, bởi vì các tường, bà chẳng những góp vào 15 lượt bạc, mỗi nhi tử còn phải đóng thêm năm lượng, yêu cầu ra tiền của các con trai là phải ở riêng trước, kiếm tiền cũng không cần giao vào trong quỹ chung, sau khi ở riêng trong vòng một năm cũng chỉ đưa lương thực chứ không đưa tiền tương đương với việc trong một thời gian ngắn Ung thị không thể từ các con cầm được tới một đồng tiền nào nữa. Chuyện này đối với Ung thị luôn nắm quyền sở hữu tài sản mà nói quả thực quá khó tiếp thu. Ung thị vì chuyện này ngày ngày mang theo khuôn mặt căng cứng, nhìn thấy ai cũng không thuận mắt, không khí tại gia hết sức không tốt. Tử thị đi tới nói chuyện phiếm với Tiêu Lê Hoa cũng chỉ dám lặng lẽ, sợ Ung thị biết sẽ mắng nàng, nàng chỉ mong đợi Như Ý mau gả đi, nàng cũng tiện ra ngoài ở riêng. Tiêu Lê Hoa đối với chuyện của Tạ gia không quá cảm thấy hứng thú, nàng đối với những thứ trứng gà muối kia càng có hứng thú hơn. Vì để cho trứng gà muối có đủ vị ăn thật ngon, Tiêu Lê Hoa cố ý để cho thời gian muối dài hơn, chờ khi lấy ra nấu, trứng gà đều vàng tới chảy mỡ, đặc biệt thơm, chẳng những hai đứa bé đều rất thích ăn, Tạ Hữu Thuận còn ăn nhiều hơn một phần. Tiêu Lê Hoa cũng thấy ăn rất ngon, đó là chỉ có một chút nước muối với trứng gà sau khi nàng cho vào trứng gà muối thêm một chút ngũ vị hương càng làm tăng khẩu vị của trứng gà thời gian cũng không có nhiều lắm thứ hai là nàng để lại trứng gà này để ăn tạ hữu thuận cùng với thạch đầu và một đầu đều nói ăn ngon hơn hữu thuận chàng cảm thấy tiêu tiểu thư sẽ có hứng thú đối với cách làm trứng gà này hay sao tiêu lê hoa hỏi tạ hữu thuận tạ hữu thuận gật đầu sẽ cho dù nàng không có hứng thú chúng ta cũng có thể bán cho người khác đáng tiếc chúng ta chỉ là dân chúng bình dân nên không thể tự làm tự bán không cẩn thận sẽ bị người tham muốn tạ hữu thuận có chút tiếc hận chẳng qua thử nghĩ những tin đồn đã từng thấy vì an nguy của người một nhà vẫn nên bán công thức sẽ thích hợp hơn tiêu lê hoa cười nói chúng ta kiếm tiền ít một chút sau này còn có biện pháp khác kiếm tiền ta chỉ hy vọng một nhà bốn miệng chúng ta áo cơm không lo là tốt rồi trước có tiền nhỏ nhiều tiền có thể từ từ kiếm được hơn nữa chàng không thấy biện pháp muối trứng gà này rất dễ bị suy nghĩ ra được sao không bằng bán đi chờ tới lúc chúng ta có số tiền kia rồi từ từ đem cuộc sống tốt đẹp hơn quen biết được nhiều người hơn tới lúc đó sẽ có biện pháp kiếm tiền khác cũng không cần chia cho người khác nào có nhiều phương pháp kiếm tiền tới như vậy tạ hữu thuận nói sau đó vừa ngẩng đầu nhìn tiêu lê hoa thấy nàng cười nhẹ nhàng một chút cũng không có tiếc hận vì đem công thức này bán đi kiếm tiền nàng còn có các phương pháp kiếm tiền khác cái công thức này sẽ không dễ dàng bị suy ra như cái công thức kia tiêu lê hoa gật đầu nhưng không có nhiều lời tạ hữu thuận thấy tiêu lê hoa gật đầu nghĩ thầm thì ra nương tử lại biết được nhiều thứ tới như vậy không trách được nàng đối với việc có thể kiếm tiền mua đất rất có lòng tin xem ra bản thân mình chỉ có thể cố gắng giúp đỡ nàng thực hiện được cái mục tiêu này rồi tưởng tượng sau này trong nhà có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền hắn cũng rất cao hứng muối trứng gà xong rồi hai vợ chồng liền đem bọn nhỏ gửi ở trong nhà vương đại sơn mỗi người đeo một giỏ bên trong giỏ đặt chiếc bình để đi tới tiêu gia trang dọc đường đi tới tiêu gia trang cũng rất bình tĩnh chẳng qua thời điểm gần tới tiêu gia trang thì đột nhiên từ phía sau có một chiếc xe ngựa con ngựa kia thật giống như bị sợ hãi đang chạy cực kỳ nhanh bất kể phu xe có kéo dây cương như thế nào cũng không dừng được mắt thấy sẽ xông thẳng tới đám người tạ hữu thuận bọn họ tạ hữu thuận liền lôi kéo tiêu lê hoa tránh sang một bên nhưng vẫn bị quệt một cái cả hai người đều ngã trên mặt đất hữu thuận không có sao chứ ngã có bị thương chỗ nào hay không, không có chuyện gì, nàng cũng không sao chứ. Tạ hữu thuận ân cần hỏi tiêu lê hoa, trước đó không lâu đã ngã bị thương, cũng không thể bị lại nữa, ta không có chuyện gì. Tiêu lê hoa thở vào nhẹ nhõm, người không có làm sao là tốt rồi, hai người đang quan tâm lẫn nhau liền nghe thấy có người đang lớn tiếng kêu thảm thiết, cả hai người vừa nghiêng đầu, bỗng phát hiện trên xe ngựa có người. Chiếc xe ngựa kia đem bọn họ đụng văng xong cũng lập tức rơi xuống rảnh, Hiện tại tiếng kêu thảm thiết đoán chừng là người trên xe ngựa, nghe âm thanh này sợ là đã bị thương. Chương 30, công tử Văn Nhã, Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa nghe thấy từ nơi lật xe ngựa có truyền tới tiếng kêu thảm thiết, thầm nghĩ đi qua xem một chút, kết quả phát hiện cái bình bên trong chiếc sọt của Tiêu Lê Hoa lăn ra đụng phải một góc đá nhọn, nhiều cái trứng gà bên trong đã bị hỏng, những cái không hư kia cũng không tốt. Tạ Hữu Thuận nhìn vào trong sọt của mình thấy cái bình bị lăn ra rồi chẳng qua là không có hỏng mà chỉ đang lệch sang một bên. Tiêu Lê Hoa khẽ nhăn mặt cau mày, thầm nghĩ xuất sư bất lợi, còn không có đem đồ làm được đưa tới tiêu gia trang liền bị vỡ mất một chiếc bình, nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm đau lòng cái bình cùng trứng gà, cách đó không xa còn có một người đang kêu thảm thiết, cứu người quan trọng hơn. Hai người dứt khoát đem giỏ ném sang một bên, sau đó bước nhanh đi về phía chiếc xe ngựa kia, con ngựa kia ngã trên mặt đất đang nghĩ cách đứng dậy, đem xe ngựa lật ngược lại lay động kéo lên, trong xe ngựa có người bởi vì có một cái tay đang chọc vào cửa sổ xe thật giống như đang muốn cố gắng đi ra ngoài nhưng lại bị xe ngựa lay động dữ dội mà không ra được sau đó thỉnh thoảng nghe được phía dưới có âm thanh của một người đàn ông oán trách thật là xui xẻo làm sao ngựa này lại bị sợ hãi sớm biết vậy thì cưỡi ngựa đi ra ngoài sẽ không chật vật như vậy ai nha đau chết mất nói chuyện chính là một người nam nhân trẻ tuổi ngươi mau đỡ là được đừng vội đi ra ngoài cẩn thận ngựa sẽ làm tổn thương ngươi, bên trong không chỉ có một người, còn có một giọng đàn ông lãnh tĩnh vang lên. Tiêu Lê Hoa nghe thấy âm thanh của hai người này rất vang dội, cũng biết bọn họ không có chuyện gì lớn, ánh mắt liền nhìn thấy người phu xe trên mặt đất không xa kia, hoặc nhìn người bị thương nặng nhất chính là người phu xe kia, đang nằm trên mặt đất kêu rất to, bộ dáng giống như bị gãy chân rồi. Lúc này tạ hữu thuận đem roi xe ngựa kia của phu xe nhặt lên, đến bên con ngựa kia rút roi vung lên, trong miệng thét mấy câu, rất thần kỳ là con ngựa kia không cử động loạn nữa, chỉ đứng một chỗ kêu to, lúc bị đánh trong mũi còn phát ra tiếng phì phì. Tạ hữu thuận đi qua vỗ vỗ vào cổ của nó, sau đó hướng về phía người trong xe nói chuyện, bảo bọn họ đi ra ngoài, người trong xe ngựa liền lập tức leo ra, là hai người trẻ tuổi, ăn mặc vừa nhìn liền biết là công tử của nhà có tiền, vải vóc bằng lộ vô cùng tốt, trên đầu là trăm vàng ngọc, hơn nữa lớn lên rất anh tuấn hai người mặc dù từ trong xe ngựa leo ra lộ vẻ có chút chật vật, nhưng vừa đứng lên lại chính là hai công tử văn nhã. Tiêu Lê Hoa chỉ nhìn hai người một cái sau đó lại nhìn sang tạ hữu thuận, bây giờ trong mắt nàng tạ hữu thuận mới là nam nhân hấp dẫn ánh mắt nàng nhất, nàng thầm nghĩ hắn chỉ vung mấy roi lại thét mấy tiếng con ngựa kia liền đàng hoàng rồi, thật sự rất lợi hại. Tạ hữu thuận vừa nhìn thấy hai nam nhân từ trong xe ngựa đi liền mất tự chủ mà nhìn về phía vợ mình, không có biện pháp, bản thân mình cũng biết thê tử trước kia một lòng muốn gả cho người giàu có đôi khi cùng hắn cãi lộn còn nói bằng vào nhan sắc của nàng thì nên gả cho công tử trẻ tuổi anh tuấn có tiền mà không phải là một thôn phu sống ở nông thôn nghèo như hắn vậy hiện tại trước mặt thoáng cái xuất hiện hai nam nhân trong lòng hắn khó tránh khỏi khẩn trương hắn phát hiện bản thân hiện tại càng để ý tới thê tử bên cạnh hơn rồi chỉ sợ dù nàng nói muốn cùng hắn sống thật tốt nhưng cũng vẫn lo lắng chờ phát hiện tiêu lê hoa chỉ liếc nhìn hai nam nhân tuấn tú kia một cái liền liếc nhìn mình với ánh mắt tỏa sáng tâm tình của hắn tốt khỏi phải nói thắt lưng giống như cũng thẳng hơn nương tử ta không sao nàng có bị dọa sợ không tạ hữu thuận đi tới bên cạnh tiêu lê hoa thấy ánh mắt của tiêu lê hoa vẫn nhìn vào mình trên mặt liền lộ ra nụ cười tiêu lê hoa lắc đầu trong lòng nghĩ tạ hữu thuận cười lên thật đúng là đẹp mắt a à trong lòng nàng có chút kinh bỉ bản thân giống như vừa làm ra hành động mắt hoa si nhưng vừa thầm nghĩ hiện tại người nam nhân này là nam nhân của mình nàng liền lẽ thẳng khí hùng mà chăm chú nhìn về phía hắn rồi ta không sao hữu thuận mới vừa rồi chàng thật sự rất lợi hại chỉ quất hai roi lại thét hai tiếng đã làm cho con ngựa kia đàng hoàng rồi chàng làm như thế nào vậy tiêu lê hoa khiêm tốn hỏi còn nghĩ sau này gặp lại tình huống như thế cũng có thể chế phục một con ngựa điên tạ hữu thuận cảm thấy lúc này thê tử thật là đáng yêu từ trước tới giờ tiêu lê hoa đều xem thường hắn sau đó trở nên tốt hơn thì tiêu lê hoa lại khiến cho hắn cảm thấy nàng rất giỏi hiện tại tiêu lê hoa liền thỏa mãn tâm tính đại nam nhân trong lòng hắn rồi hắn cười nói trước kia từng đánh xe ngựa qua hơn nữa chỉ cần là động vật thì đều rất nghe lời của hắn đôi vợ chồng đứng chung một chỗ vô cùng ấm áp để cho hai nam nhân hai mặt nhìn nhau thầm nghĩ hai vợ chồng này tình cảm thật không tệ chẳng qua bây giờ tình huống như vậy bọn họ phải làm thế nào cho nên một người mặc áo tràng nguyệt sắc trong đó đi tới, nhìn người phu xe đang bị thương ở một bên, người mặc áo tràng màu lam liền ho một tiếng, nói lời cảm ơn với tạ hữu thuận cùng với Tiêu Lê Hoa. "Không cần phải cảm ơn, có điều con ngựa này của các ngươi làm sao lại bị hoảng sợ, cũng may là đang đi trên đường lớn, nếu như ở nơi nhiều người lại bị thế này thì phải làm sao?" Tiêu Lê Hoa nói, nghe thấy âm thanh của người trẻ tuổi trước mặt, liền nói lời oán trách trước, thầm nghĩ hai vợ chồng mình đang đi đường rất tốt lại bị đụng trúng còn ngã hỏng cả bình trứng gà muối tâm tình của nàng không quá tốt nên trên mặt không có nụ cười nào tại hạ gọi triệu lâm đình cũng không biết tại sao ngựa này lại hoảng sợ làm phiền tới vợ chồng huynh để giúp đỡ không biết vừa rồi có thương tổn tới các ngươi hay không các ngươi yên tâm nếu thương tổn tới các ngươi chúng ta nhất định sẽ đền tiền thuốc thang triệu lâm đình thấy trên người hai người đều có không ít bùn đất thầm nghĩ hình như lúc trước ở cửa sổ xe nhìn thấy xe ngựa đụng bọn họ bọn họ lại còn có thể tới cứu người thật đúng là không tệ, nhất là phụ nhân trước mắt này, nàng nhìn thấy hắn ánh mắt còn lãnh đạm như vậy, còn có một chút không vui nhàn nhạt, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Nữ nhân này, trước kia là nữ nhân muốn trèo lên cành cây cao, cho dù đã gả cho người ta nhưng nếu thấy bọn họ ăn mặc không tệ, cho dù không câu dẫn thì cũng nên mượn cơ hội tới cướp bọn họ một khoảng sao. Người nam nhân này chính là người nhìn thấy tiêu lê hoa đi chợ và tiêu tử y cùng với tô nguyên xuân cãi vã, là nam nhân mắt dài nhỏ nói chuyện ở trên tử lâu, mà nam tử áo bào trắng kia chính là người nam nhân còn lại, Triệu Lâm Đình thầm nghĩ ở chỗ này mà có thể gặp được đôi vợ chồng này thật sự là có duyên phận, Tạ Hữu Thuận nói, bản thân ta là không có bị thương, thê tử nàng có sao không? Nơi nào bị thương thì phải nói ra, cần đi khám đại phu một chút, trước đó không lâu nàng đã ngã bị thương ở đầu rồi, Tiêu Lê Hoa lắc đầu nói, ta không sao, nhưng chiếc bình kia của chúng ta hư rồi. Trứng gà bên trong cũng bị hư mấy quả, nếu bọn họ có tiền thì bảo bọn họ bồi thường đi." Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ trứng gà này là để nàng mang đi bán lấy tiền, còn không đưa tới trong tay Tiêu Tử Y liền vỡ, thật sự không thuận lợi, hơn nữa một chiếc bình kia cũng là tiền, trứng gà cũng là tiền nha. Hai nam nhân này vừa nhìn đã biết là người có tiền, không hướng về phía bọn họ đòi một chút tổn phí thì cũng phải bồi thường tiền cái bình cùng với trứng gà. Tạ Hữu Thuận cười nói, "Một cái bình 20 văn tiền." mấy cái trứng gà đưa 10 văn tiền là được, hơn nữa những thứ nước muối kia, còn có cái giỏ kia cũng bị hỏng, liền đưa 50 văn tiền là được, tiêu lê hoa gật đầu, thấy tạ hữu thuận tính toán khoản sổ sách này cũng sắp xỉ rồi, sau đó đôi mắt liền nhìn về phía triệu lâm đình, ý chính là mau đưa tiền đi, triệu lâm đình nháy mắt mấy cái, trong lòng nghĩ hai vợ chồng này thật làm cho hắn ngoài ý muốn. Hắn cho rằng bọn họ hoặc là sẽ hướng về phía hắn muốn thật nhiều tiền, hoặc là một văn cũng không lấy. Kết quả bọn họ muốn hắn đưa 50 văn, hắn thoáng cái nở nụ cười, thầm nghĩ thôn phụ này thật sự khác với người mà Hoa Hằng nói, là nha hoàng muốn trèo lên cành cây cao câu dẫn chủ tử. Hắn đưa tay từ trong túi tiền móc ra một thỏi bạc đưa tới, nói đây là bồi thường cho bọn họ, không cần trả lại, để an ủi cho bọn họ bị sợ hãi. Tạ hữu thuận nhận lấy dao cho tiêu lê hoa, tiêu lê hoa cất đi, nếu đối phương nguyện ý cho thì các nàng nhận, thật sự là bị sợ hãi hơn nữa khối bạc này thoạt nhìn có bốn, năm lượng, lại là một khoản tiền tài ngoài ý muốn, tâm tình của nàng liền rất tốt. lúc này nam nhân áo trắng kia cũng đi tới cám ơn bọn họ, còn nói người phu xe kia đã gãy chân. tiêu lê hoa thầm nghĩ nam nhân gọi là hoa hàng này thật đúng là có khí chất. nếu như nói triệu lâm đình giống như một công tử ca thích vui đùa thì hắn chính là loại nam nhân trong coi gia nghiệp, ánh mắt của hắn nhìn người một cái đều tạo cho người ta một loại áp lực, thật giống như muốn đem người nhìn thấu vậy chẳng qua tiêu lê hoa không sợ hắn dù sao nàng cũng là người hiện đại ở công ty làm cấp trên khí thế so với hắn cũng không kém bao nhiêu hiện tại nàng không phải là thuộc hạ của hắn còn giúp đỡ hắn có cái gì đáng sợ chứ triệu lâm đình nói xe ngựa này thoạt nhìn không kéo lên được rồi cũng không biết con ngựa này có bị thương hay không tốt nhất đừng nên cưỡi nữa cũng may tiêu gia trang cách đây không xa nhanh chóng đi tới đó là được chân ngươi mau thì ngươi đi gọi đi ta ở chỗ này nhìn tiêu lê hoa vừa nghe bọn họ cũng muốn đến tiêu gia trang nhưng cũng không nói cái gì chờ hoa hằng đi nàng liền đi trở về tới chỗ cái bình bị ngã vỡ đem trứng không bị hư từ trong vò nhặt ra ngoài ở trong một chiếc giỏ lót không ít cỏ liền đem trứng gà bỏ vào lại đem cái bình đặt ở trong giỏ ôm bên người triệu lâm đình không biết đi tới đây lúc nào nhìn thấy nước canh trong vò cùng với trứng gà hỏi cái này là cái gì làm sao lại đem trứng gà để ở trong này tạ hữu thuận không nói lời nào Tiêu Lê Hoa liếc hắn một cái nói: "Trứng gà nhà ta là trứng gà đã làm qua rồi, để tạm ở chỗ này, chờ tới lúc ăn lấy ra sẽ sạch sẽ, trực tiếp cho vào trong nồi, chỉ như vậy." Tạ Hữu Thuận nghe xong cong cong khóe miệng, Triệu Lâm Đình vừa nghe cũng biết là đang lừa hắn, thật giống như không kiên nhẫn khi hắn hỏi tới cái này, giống như hắn không nên hỏi tới chuyện này vậy, hắn sờ sờ lỗ mũi, thầm nghĩ thôn phụ này làm sao lập gia đình xong thì không định bợ người có tiền nữa hay là bản thân mình mị lực không đủ rõ ràng buổi sáng ra mắt những cô nương kia ánh mắt nhìn hắn còn sáng lên a à. hắn nào biết tiêu lê hoa còn muốn dựa vào trứng gà này để kiếm tiền không muốn nói cho triệu lâm đình cách phát tài từ quả trứng vàng nhà mình tiêu lê hoa thu dọn xong liền kêu tạ hữu thuận đi để lại triệu lâm đình nhìn bóng lưng của bọn họ chờ cho đám người tạ hữu thuận bọn họ đi được một đoạn thời điểm sắp tới tiêu gia trang thì thấy có người vội vàng đem xe ngựa chạy tới đoán chừng là đi giúp đám người triệu lâm đình bọn họ lại tiếp tục đi đến tiêu gia trang nói với người giữ cửa là mình muốn gặp tiêu tiểu thư chỉ cần nói bọn họ từ thôn hạ cầu tới tiêu tiểu thư sẽ gặp người giữ cửa cũng đã biết bọn họ lập tức đi truyền báo một tiếng sau đó để bọn họ đi vào lần này bọn họ không có bị nha hoàng dẫn tới hậu viện mà tới một chỗ thật giống như vườn hoa ở trên đường đi tới hai người nhìn thấy hoa hằng trước mặt hắn còn có một nha hoàng đang đứng vẻ mặt là bị làm khó hoa hằng thấy đám người tạ hữu thuận và tiêu lê hoa cũng sững sờ thầm nghĩ ở chỗ này sao lại nhìn thấy bọn họ tiểu thư của các ngươi là muốn gặp bọn họ mới không gặp ta đúng không hoa hằng hỏi nha hoàng kia tiêu lê hoa nghe thấy trong lòng liền nghĩ triều đại này cũng là rất thoải mái nữ nhân có thể tùy ý ra đường mà nam nhân lại có thể ở trong vườn hoa của tiểu thư